Hồ sơ mật dinh độc lập. Chương 8. Đi tìm một ranh giới. Ngồi tại Monso, một khách sạn nhỏ bé và khiêm nhượng bên tả ngạn sông Sen, Nhã kể cho Hương nghe việc ông Thiệu đã có ý định đích thân sang gặp Nixon. Nixon đã từ khước, nhưng đồng ý tiếp sứ giả của Thiệu là Nguyễn Phú Đức tại Washington. Sau loạt thương lượng này, Thiệu đã không muốn chấp nhận một hiệp định trước khi có cơ hội biện hộ lập trường của mình trực tiếp với Nixon. Ông không tin là Kissinger đã phúc trình đầy đủ chi tiết và ý nghĩa của bản hiệp định một cách trung thực và chính xác với Tổng thống Hoa Kỳ. Thiệu thất vọng và lo ngại vì Nixon đã muốn đình lại cuộc gặp gỡ đó cho tới khi nào ký kết Hiệp định Paris xong. Sau này ông kể lại, tôi đã muốn gặp mặt Nixon để giải thích cho kỹ, cho rõ lập trường của mình. Tôi cũng muốn coi xem có giải pháp nào khác nữa không, vì tôi không tin là Kissinger đã phúc trình cho Nixon đầy đủ. Tôi muốn biết xem tay đó nói láo những gì và yểm đi những gì. Với tư cách tổng thống, làm sao Nixon có thể mặt nhìn mặt mà nói với tôi đó là một hiệp định tốt, có lợi cho Việt Nam Cộng Hòa và tôi phải ký vào đó. Thiệu nhận thấy rằng bản hiệp định đã đi ngược hẳn với những gì Nixon viết trong các lá thư, nhất là khi Nixon nói rằng nó sẽ thỏa mãn các điều kiện tuyệt đối của ông ta về sự tồn tại của miền Nam Việt Nam tự do và độc lập. Tại Sài Gòn, báo chí địa phương được Dinh Độc Lập khuyến khích bắt đầu gọi Hiệp định Paris là một cuộc bán đứng, một án tử hình và một hiệp định đầu hàng. Sau phiên họp sơ khởi ngày 20 tháng 11 với Thọ, Kissinger thấy phấn khởi, cho là có thể đi tới được hòa giải. Nhưng rồi sự phấn khởi đó đã tan đi nhanh chóng, vì sau buổi đó, Thọ lại bắt đầu leo thang. Kissinger và Nixon đã hy vọng rằng Hà Nội sẽ coi cuộc thắng cử của Nixon là một khích lệ để giải quyết những vấn đề còn lại và đi tới chỗ thỏa hiệp trước khi Nixon có thể trở nên cứng rắn hơn sau khi đã bắt đầu nhiệm kỳ 2 vào tháng Giêng tới. Thế nhưng Bắc Việt đã suy đi tính lại, lầm tưởng là có thể đã bị Mỹ đánh lừa. Họ đã tưởng đổi giác như thế là xong, là có thể ký tắt vào bản dự thảo hiệp định tại Hà Nội ngày 24 tháng 10 được rồi, và chính thức ký kết ngày 31 tháng 10 đã qua. Khi Thiệu không chịu và Kissinger trở về Washington, Bắc Việt cho là họ đã bị mắc vô cạm bẫy. Nixon đã rút lại những gì Kissinger đã thỏa thuận và đang tìm cách sửa đổi các điều khoản của hiệp định. Vì trước kia giải thích hiệp định quá lỏng lẻo, nên Kissinger bây giờ bị mắc kẹt trước những yêu sách chi tiết của Việt Nam Cộng Hòa, đòi thay đổi và minh thị lại một số điều khoản. Nhưng với mưu lược cao cường, Kissinger làm theo lệnh Nixon là đưa ra một số đòi hỏi của Việt Nam Cộng Hòa cho Thọ. Nhưng ông lại ngầm cho Thọ hiểu rằng đó không phải là đòi hỏi của Hoa Kỳ. Sau đó, ông đưa ra những yêu sách tối thiểu của Nixon để Thọ có thể thấy rõ khác biệt giữa hai danh sách sửa đổi. Ngụ ý của ông là Bắc Việt chỉ cần thỏa mãn Nixon mà thôi. Điều quan trọng mà Nixon đòi hỏi là vùng phi quân sự giữa hai miền Nam Bắc ở vĩ tuyến 17 phải được tôn trọng và thừa nhận là một ranh giới như Thiệu đòi. Nhưng sau này, khi viết hồi ký, Kissinger lại lấy điểm và giải thích. Trong hiệp định, chúng tôi đã nhắc đến điểm này. Dù có mơ hồ, dù có ý bóng gió, dù có gián tiếp cách nào đi nữa, để hai miền Việt Nam sẽ phải sống hòa bình với nhau và không để bên nào sẽ áp đặt giải pháp của mình lên bên kia bằng võ lực. Tới ngày 23 tháng 11, nhằm ngày lễ tạ ơn, người ta thấy rõ là Thọ đang cố thủ và nhất định không nhượng bộ trước những yêu cầu thay đổi của Kissinger. Thọ cãi rằng Kissinger hồi tháng 10 đã đồng ý bản hiệp định dự thảo rồi, sao bây giờ lại phải sửa đổi? Phía Việt Nam Cộng Hòa cũng bất mãn với Kissinger không kém. Cả Hưng lẫn tướng Đôn đang có mặt tại Paris lúc đó, đều nghe nói là Kissinger đã bắt đầu cư xử rất thân mật với phe Bắc Việt và còn quà cáp họ nữa. Kissinger đã o bế Thọ và tặng vài cuốn sách có hình chụp của trường Harvard để chuẩn bị cho hắn sau này. Một khi hiệp định đã được ký kết, sẽ được mời tới đó giảng một khóa hội thảo về chủ nghĩa Mác Lê, như Kissinger đã đề nghị. Còn Xuân Thủy, anh chàng có máu mê cá ngựa này,
cũng là phụ tá của Thọ, thì được một hình đầu ngựa bằng pha lê Sturban. Hiển nhiên, Kissinger đã dùng quà cáp để tạo không khí thân mật và giảm bớt những ước đoán đang cho là hòa đàm có thể thất bại. Trong tập thể cộng đồng người Việt tại Paris, nhiều tin đồn đại lan rộng nói là Kissinger bắt đầu giao du với phái đoàn Bắc Việt và dự những buổi tiệc linh đình do Bắc Việt khoản đãi vào những lúc cuộc thương lượng tới giai đoạn chót. Hưng còn nghe nói rằng cả Bắc Việt lẫn Kissinger đã bất bình về bài xã luận của anh đăng tải trên tờ nhật báo International Herald Tribune xuất bản ở Paris. Số ra ngày 20 tháng 11, bài viết mang nhan đề dàn xếp chiến tranh theo điều kiện của Hà Nội, cho thấy Bắc Việt đã dùng Kissinger cách nào để yêu sách của họ được chấp nhận. Sau khi so sánh kỹ lưỡng 10 điểm và hồi đầu mặt trận giải phóng đưa ra ngày 8 tháng 5, 1969, với đề nghị là bản văn Hiệp định Paris do Đài Hà Nội loan tải, Hưng kết luận rằng tất cả 10 điểm nguyên thủy của mặt trận giải phóng đã đều có chứa đựng trong bản dự thảo Hiệp định. Hưng lập luận, luận điệu cho rằng Hà Nội đã bỏ đi hai yêu sách, một liên quan đến chính phủ liên hiệp và một đến quyền phủ quyết đối với vấn đề nhân sự của chính phủ hiện hữu, rất đáng nghi ngờ. Kissinger chỉ muốn làm sao thu vén cho xong các cuộc thương lượng, cho kịp thời hạn chót là 22 tháng Chạp, để hồi hương tù binh Mỹ vào dịp lễ Giáng sinh. Sau khi họp với Thọ mỗi ngày, ông đồng ý họp với Phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa để lược trình kết quả thảo luận. Cứ mỗi tối, sau cơm chiều, ba ông đại sứ Việt Nam, Phạm Đăng Lâm, trưởng Phái đoàn Hòa đàm Paris, Vương Văn Bắc từ London và Trần Kim Phượng từ Washington rời văn phòng khiêm tốn của Phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa tại đại lộ Raymond Poincaré ở quận 8, lái xe tới tư thất của đại sứ Mỹ tại số 41 Faubourg Saint-Honoré, một tòa lâu đài có vườn lịch sự, trước là trang viện của nhà họ Rothschild, dòng họ chủ ngân hàng và tỷ phú ở Pháp. Tại đây, vào khoảng 9 giờ mỗi tối, Kissinger hoặc tướng hay tường trình sơ qua cho ba đại sứ Việt Nam Cộng Hòa những diễn tiến điều đình với phái đoàn Bắc Việt trong ngày. Kissinger giữ một thái độ thực tế, mực thước. Ông cho biết đại khái phiên họp trong ngày đã được nhóm ở đâu, thảo luận những gì, nhưng rất là chung chung. Có một lần ông kìm được nỗi bực mình, ông hỏi phe Việt Nam Cộng Hòa là tại sao lại cần đến những ba đại sứ để canh chừng tôi, hay có lẽ để canh chừng lẫn nhau? Mấy đại sứ Việt Nam Cộng Hòa có cảm tưởng là Kissinger đã chỉ cho họ hay những vấn đề ngoại vi, có tính cách kỹ thuật và tránh thảo luận những vấn đề trọng tâm, thực chất. Sau này, Vương Văn Bắc kể lại, sự Kissinger cứ nói vòng vo Tam Quốc, hoặc nhặt ra những chi tiết lặt vặt, chẳng hạn như mình sẽ ký ra sao và cứ lải nhải mãi chuyện ấy, hoặc vấn đề nghi thức ngoại giao và cơ chế kiểm soát. Còn thì rất là lơ mơ về các vấn đề then chốt như quân đội Bắc Việt ở lại miền Nam hay sự hình thành một chính phủ liên hiệp. Kissinger còn cứ khăng khăng là sự hiện diện của các đơn vị chính quy Bắc Việt tại miền Nam có thể kiềm chế được. Ông ta còn muốn dụ đại sứ Lâm về phe mình, nói là Việt Nam không có ai là bạn ở Washington hết, trừ tôi. Tướng hai thì trực tiếp hơn và thẳng thắn hơn. Khi Bắc Việt bắt đầu rút lại những nhượng bộ lúc trước họ đã đồng ý, hai đổ lỗi cho phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa đã không mềm dẻo hơn. Đại sứ Phượng kể lại, vấn đề của chúng tôi hồi đó là liệu Mỹ có thực sự nêu lên những phản đối của Việt Nam Cộng Hòa với Bắc Việt hay không? Chúng tôi thường yêu cầu Mỹ làm cái này cái kia, thì họ cứ nói, chúng tôi đã làm rồi, mà phe Bắc Việt không chấp nhận. Làm thế nào mình biết được là họ có đưa ra phản đối hay không? Trong các thông cáo chung, người Mỹ luôn luôn nói rằng mình thủ vai chính trong các cuộc thương thảo, nhưng đâu có, mình theo dõi rất yếu các cuộc điều đình mật, cho nên chẳng có cách nào kiểm soát được là Mỹ đã làm gì. Lâm, trưởng phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa, nói rằng ông biết được nhiều hơn về những hoạt động bên trong phiên họp qua những nguồn tin tản mát khắp cộng đồng người Việt tại Paris. Những mối dây liên hệ và lòng trung thành với gia đình vẫn còn mạnh hơn cả ý thức hệ chính trị. Trong các quán ăn Việt Nam thơm phức và ngục khói, cũng như trong những quán cà phê vỉa hè chung quanh khu Mobert,
Mutulite ở tả ngạn sông Sen, nơi người Việt đủ màu sắc chính trị thường tụ họp. Có tin là phe Bắc Việt lúc ấy đang bắt đầu cứng rắn lại trong lập trường hòa đàm của họ. Paris có một sức quyến rũ đặc biệt với người Việt Nam. Sự quyến rũ ấy bắt nguồn từ một liên hệ vừa yêu vừa ghét giữa người Việt và người Pháp dưới thời Pháp thuộc. Tại Việt Nam, Paris đã là chìa khóa mở cửa cho sự giàu sang và quyền quý. Đối với thanh thiếu niên, Paris còn là một trung tâm quyến rũ và huy hoàng của văn hóa Pháp. Các nhà thơ lãng mạn Pháp đã có thời làm giới văn học Việt Nam, từ Nam ra Bắc bị mê hoặc. Hưng vẫn còn thuộc lòng một trong những bài thơ bất hủ của Verlaine, bài nổi tiếng mở đầu với mấy câu: "Mưa rơi trên thành phố như mưa khóc trong hồn tôi." Không khí Paris xưa nay đã là nguồn cảm hứng vô tận cho một số thi sĩ và nhạc sĩ Việt Nam, thí dụ như một bài ca phổ biến kể chuyện buổi chia tay đẫm lệ giữa một sinh viên Việt và một thiếu nữ Pháp dưới ánh đèn vàng của ga Lyon chẳng hạn, vườn lục xâm bảo, nơi lá mùa thu phủ vàng lộng lẫy và rơi rụng trên vai trần những tượng cẩm thạch trắng, cũng là nơi sinh viên Việt Nam thường tới tụ họp để thảo luận về luật, về chính trị, về cách mạng và tình ái. Một căn bản học vấn Pháp từ thủ đô Paris đem về đã có một thời bảo đảm được địa vị xã hội trong giới thượng lưu và một công việc với lương cao bổng hậu tại quê nhà. Nền giáo dục Pháp đặt nặng khoa học nhân văn, nghệ thuật, luật và triết học. Nó ít chú trọng đến khoa học và kỹ thuật. Trong thời Pháp thuộc, đa số người Việt thường ưa học thuốc, dược và y. Cựu Ngoại trưởng Bắc giải thích, giống người Pháp, người Việt yêu mến một bản sonat hơn là một phát minh khoa học. Người Pháp đã để lại một di sản về quan niệm luật pháp và một hệ thống đại nghị, nhưng trong thực tế, những cái đó chưa hề được phép bắt rễ tại Việt Nam bao giờ. Người Pháp cai trị Việt Nam trên 80 năm trời bằng cách chia lãnh thổ thành 3 phần với 3 tên gọi tách biệt: Tonkin ở miền Bắc, An Nam ở miền Trung và Cochinchin ở miền Nam. Mỗi phần đã có một hệ thống pháp luật và hành chánh riêng rẽ, khiến cho người Pháp đã có thể làm trầm trọng thêm những dị biệt địa dư và văn hóa giữa Bắc, Trung và Nam. Phương sách đó đẻ ra những dị biệt và lòng trung thành với địa phương, sau này đã gây ra biết bao nhiêu phiền nhiễu và cản trở cho Việt Nam Cộng Hòa. Tại Paris, đám sinh viên Việt nghèo thường sống ở khu tả ngạn, trong những khách sạn nhỏ bé, rẻ tiền hay trong cư xá sinh viên, tại những ngõ hẻm gần Đại học Sorbonne. Họ thường tụ tập tại những quán ăn ít tốn kém như La Maubert, gần công trường Maubert, trên phố Montaigne-Sainte-Geneviève, nhỏ bé và tăm tối. Quán cơm này bán giá rẻ mạt cho sinh viên Việt Nam. Quán ăn đã được chính phủ Bắc Việt trợ cấp, coi như một hình thức tuyên truyền để lấy cảm tình và hậu thuẫn của sinh viên, khiến họ chống lại chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, là nơi hẹn hò để đấu láo và tung tin đồn. Le Maubert bán thức ăn đã rẻ, lại còn phát truyền đơn Cộng sản. Khỏi nói, trong những ngày Paris là nơi diễn ra hòa đàm, cộng đồng người Việt đã chia thành hai phe rõ rệt. Ngôi nhà thờ cổ đổi tên là Maubert, Mutualité tại công trường Maubert đã là nơi tụ họp, biểu tình và meeting của cả hai bên. Meeting thường được tổ chức liên tiếp nhau, hết phe này đến ngay phe kia, và các phe ủng hộ Bắc hay Nam thường hò hét chửi rủa nhau ngay trên đường phố. Họ mang biểu ngữ, hô khẩu hiệu, giơ đấm, dọa nạt nhau và ẩu đả đổ máu xảy ra là chuyện thường. Nhưng ở khách sạn Studia số 51 đại lộ Saint-Germain, ngay trung tâm khu đại học Sorbonne, để có thể bắt liên lạc với giới trẻ Việt Nam, anh ở một căn phòng nhỏ, lầu thứ 5, có ban công nhìn ra những hàng cây xanh dưới phố với một cảnh trí cổ xưa in dấu trên những mái nhà màu xám và những ống khói lò sưởi bằng sành đã đen đi với thời gian. Ông chủ khách sạn có bà con làm việc cho cả hai chánh phủ Bắc lẫn Nam, nên đã là một ống dẫn tin đồn tuyệt hảo. Hưng đã không thể nhịn cười khi nghe ông ta kể rằng ông có một người bà con làm việc cho phái đoàn Bắc Việt. Khi trở về Hà Nội, anh này đã phải đánh bóng nhoáng đôi giày đang đi để trả lại cho chính phủ.
người khác trong phái đoàn khi nào qua Paris sẽ được mượn lại. Những ngày ở Paris, Hưng đã có dịp đi thu thập ý kiến và tin đồn, lượm lặt đây đó những sự kiện và những mẩu chuyện tưởng như rời rạc và cô lập. Anh đã có thể đem so sánh, rồi đúc kết lại để đi tới một khái niệm tổng quát về những cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Bắc Việt lúc đó. Cứ cách một ngày, anh và Tướng Đôn lại ăn trưa với đại sứ Phạm Đăng Lâm tại quán ăn Piet de Cochon ở khu Le Han. Lâm thường gọi nửa tá Usain ăn sống với một ly rượu vang trắng để lấy lại sức mà quần thảo với Kissinger. Lâm cũng nói với anh và Đôn là chẳng biết chuyện gì đang xảy ra tại Gipser Yvette ngoại trừ qua những tin đồn của cộng đồng Việt Nam. Hưng nhớ lại trong giới Việt Kiều quốc gia tại Paris lúc đó, người ta bắt đầu thắc mắc là có phải Kissinger đã nhập phái đoàn Bắc Việt rồi không? Tâm trạng của họ là một tâm trạng bực dọc và tuyệt vọng. Ngay đến chính vận mạng của mình cũng không do mình nắm được. Kissinger thì đang mối mai giùm họ với Bắc Việt. Thế nhưng họ lại chẳng có cách gì để cưỡng lại mà không bị mất sự ủng hộ của đồng minh Hoa Kỳ. Đến ngày 24 tháng 11, sau 4 ngày họp, Kissinger đánh điện cho Nixon, đề nghị hai lựa chọn, hủy bỏ hòa đàm và tái oanh tạc, hoặc hòa giải với những sửa đổi đã được đồng ý. Trong tập hồi ký sau này, Kissinger giải thích, tất nhiên tôi đâu có cách nào biết được là Hà Nội sẽ chấp nhận điều đó hay không. Tôi chỉ chắc chắn là Sài Gòn sẽ bác bỏ. Tôi đã không đưa ra một đề nghị nào giữa hai lựa chọn, đó là triệu chứng của một liên hệ giữ miếng nhau giữa Nixon và tôi. Nguyễn Phú Đức rời Sài Gòn đến Paris ngày 24 tháng 11, không mang theo chỉ thị nào mới, mà chỉ có nhiệm vụ theo dõi cuộc hòa đàm và sau đó mang thư của Thiệu tới gặp Nixon. Đức là một nhà ngoại giao lịch thiệp, trạc tứ tuần, con nhà giàu và độc thân. Đồng nghiệp ông ta còn nhớ là hồi còn làm ở tòa đại sứ Việt Nam tại Washington, ông đã nhất định không chịu lái xe hơi và ngày ngày từ nhà đi bộ đến tòa đại sứ, tay luôn luôn cầm theo chiếc dù. Sau khi tốt nghiệp luật ở Đại học Harvard, ông vào làm ở Bộ Ngoại giao và được cử làm đệ nhất tham vụ đặc trách chính trị tại Tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Mỹ, rồi trở về Sài Gòn giữa thập niên 60. Năm 1966, khi ông Thiệu được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quân nhân và bắt đầu tiếp xúc với quan khách ngoại quốc, Đức được cử làm tùy viên cho Thiệu, đến khi ông Thiệu lên chức Tổng thống. Đức được thăng lên chức phụ tá ngoại giao. Đức là một nhà phân tích thận trọng và chính xác. Nhưng khác với Kissinger, ông chỉ có một quyền hành giới hạn và chỉ phục vụ với tư cách một chuyên viên kiên trì, quả quyết và trung thành. Rất thận trọng trong việc đưa ra ý kiến. Ông đã không có một cái nhìn lớn rộng, ngoại giao và lý thuyết như Kissinger. Ông đã bằng lòng đóng vai trò một phụ tá cao cấp trong Dinh Độc Lập. Thiệu đã trông cậy vào ông và tin cẩn ông, nhưng không hề trao cho một trách nhiệm lớn nào. Khi Đức từ Paris sửa soạn đi Hoa Thịnh Đốn để gặp Nixon, thì qua tình báo, Kissinger đã biết được rằng ông Thiệu đang cố tình làm bế tắc như xưa. Ngày 23 tháng 11, Nixon lại gửi cho Thiệu một thông điệp cùng với con dấu tối mật, tế nhị, qua sự chuyển đạt của đại sứ Bunker, lá thư với lời lẽ hằn học và đe dọa. Kính thưa Tổng thống, tôi càng ngày càng kinh ngạc và e ngại về những vận động báo chí xuất phát từ Sài Gòn. Có những luận điệu vô căn cứ là cộng sự viên của tôi đã không thông báo cho tôi chính xác về quan điểm của ngài, cho nên ngài đã phải cử sang Washington một đặc sứ để hoàn thành công tác ấy. Những lời chỉ trích vô căn cứ đối với bản dự thảo hiệp định lại vẫn còn đang tiếp tục và càng ngày càng gia tăng. Thêm nữa, tôi còn kinh ngạc về chiến thuật trì hoãn mà phái đoàn của Việt Nam Cộng Hòa đang áp dụng với chúng tôi tại Paris. Đã rõ ràng là đại diện của ngài ở đó đã không tìm được kịp thời những câu trả lời mà chúng tôi cần phải có nếu muốn trình bày đầy đủ quan điểm của ngài trong các cuộc thương thuyết. Kể cả những nghị định thư có liên quan đến bản dự thảo hiệp định mà chúng tôi đã chuyển đến chính phủ ngài tại Sài Gòn khoảng 2 tuần lễ trước đây. Như tôi đã thưa với ngài trong các lá thư của tôi, đề ngày 8, 14 và 18 tháng 11, tôi sẽ tiếp xúc mau lẹ để đi tới một giải pháp cuối cùng nếu chúng tôi có thể kết thúc được tại Paris một bản hiệp định chót.
khả dĩ có thể chấp nhận được trong tuần này, vì đã có những văn thư rõ ràng của tôi và những thông điệp do các đại diện tôi chuyển đến Ngài trong nhiều tuần lễ qua. Nên bất cứ sự trì hoãn nào nữa về phía Ngài sẽ chỉ có thể giải thích như một nỗ lực của Ngài để hủy bỏ hiệp định. Sự việc này sẽ có một hậu quả hết sức tai hại với tới khả năng của tôi trong việc tiếp tục yểm trợ Ngài và chính phủ Ngài. Tôi mong được gặp quý sứ giả tại Washington ngay khi nào các phiên họp ở Paris đã kết thúc. Nhưng trong lúc này, tôi phải khẩn khoản xin Ngài một lần chót. Này là chớ tự mình làm cho chúng ta nghịch nhau mà không có cách nào cứu vãn lại được. Nếu đường lối hành động hiện nay còn tiếp tục, và nếu Ngài không cùng chúng tôi ký kết với Hà Nội một hiệp định thỏa đáng, thì xin Ngài phải hiểu rằng tôi sẽ cứ tiến hành với bất cứ giá nào. Kính thư Nixon. Vào ngày thứ Bảy, ngày 25 tháng 11, Kissinger lại gặp Thọ lần nữa và cuộc thương thảo đến chỗ bế tắc. Các phiên họp đã được hoãn lại đến mùng 4 tháng Chạp. Phía Việt Nam Cộng Hòa mừng rỡ. Tại Hà Nội, tờ Nhân Dân trong một bài xã luận ký tên Người Bình Luận, bút hiệu của Bộ Chính trị, hỏi rằng có phải hành động của Kissinger tại Paris đã là một đòi hỏi ta phải hoàn toàn xét lại vấn đề hay chăng? Đây có phải là một mánh khóe để kéo dài các cuộc thảo luận với hy vọng che đậy những hành vi leo thang và kéo dài chiến tranh để tiếp tục theo đuổi một thắng lợi quân sự ảo tưởng hay không? Kissinger trở về Washington. Nguyễn Phú Đức họp riêng với toán đặc nhiệm tại Paris để soạn thảo một lá thư dài 25 trang mang chữ ký của Thiệu để gửi cho Nixon trong nỗ lực phá vỡ kế hoạch của Kissinger và lấy được thiện cảm của Nixon. Ngày 29 tháng 11, Đức và Đại sứ Phượng được Kissinger đưa vào Bạch Cung để trình. Như Kissinger mô tả, một lá thư hết sức dài và hùng biện của Thiệu gửi Nixon. Trong thư, Thiệu kể lại những nhượng bộ của Sài Gòn phải chấp nhận trong những năm qua với những lời hứa hẹn của Hoa Kỳ là sẽ không bắt Sài Gòn phải nhận thêm một nhượng bộ nào nữa. Nhưng Mỹ đã bội ước. Thiệu còn nói ông có thể khiếu nại với dư luận thế giới nếu những đòi hỏi chính đáng của Việt Nam Cộng Hòa không được thỏa mãn. Trong hồi ký, Kissinger sau này nhận định rằng, tất nhiên Thiệu nói đúng, điều bi thảm là những gì Thiệu coi là áp lực quá quắt của chúng tôi thì lại bị nhiều người chỉ trích là chưa đủ và còn coi ta là ngoan cố thô bỉ. Chúng tôi đã phải chèo lái trong cái vực biển chia cách đó. Chấp nhận quan điểm của Thiệu vào giờ phút muộn màng lúc đó, ắt sẽ bảo đảm sự sụp đổ của mọi ủng hộ, còn lại tại quốc hội. Xin lỗi, tại quốc nội. Kissinger đã quên không viết là lúc ấy, ông đang muốn khuyến khích một cái nhìn tiêu cực về Thiệu trong các cuộc gặp gỡ riêng tư với giới báo chí Mỹ. Nixon quyết tâm thuyết phục Thiệu là bản hiệp định cần phải được ký kết, không thể trì hoãn thêm nữa. Và giữa ông ta với Kissinger không có một dị biệt nào hết. Chúng tôi hồi ấy nghĩ rằng, nếu trình bày thẳng thắn một cách tàn bạo cho Đức biết tình hình, thì Thiệu chắc chắn sẽ phải nhận thức được cái bấp bênh trong tư thế của ông ta và mối nguy cơ ông sẽ gặp phải nếu bị bỏ rơi. Tôi nói với ông Đức rằng, không phải là vấn đề thiếu thông cảm với tình trạng khó khăn của Sài Gòn, nhưng ta phải đương đầu với thực tế của tình hình. Nếu ta không chấm dứt chiến tranh bằng cách ký kết hòa giải trong phiên họp tới ở Paris, thì khi tái nhóm vào tháng Giêng, quốc hội sẽ chấm dứt chiến tranh bằng cách cắt giảm viện trợ. Lấy giọng điệu tàn nhẫn, Nixon giải thích là không thể có con đường nào khác cho Hoa Kỳ lựa chọn. Ông nói là hội đồng hòa giải dân tộc chẳng thể mô tả là một chính phủ liên hiệp được, bởi nó là một tổ chức được điều hành theo nguyên tắc nhất trí, nghĩa là bất cứ quyết định nào cũng cần phải có ba bên đồng ý mới được. Chỉ có vai trò tư vấn được các phe đồng tuyển lựa và có rất ít nhiệm vụ đặc thù. Ông nói Hoa Kỳ không thể quay trở lại được nữa. Và dù thái độ của Sài Gòn thế nào đi chăng nữa, nó cũng không định đoạt được kết quả của các cuộc đàm phán, mà còn có thể ảnh hưởng đến khả năng của Hoa Kỳ cung ứng viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa sau khi đình chiến và khả năng của Hoa Kỳ bảo đảm cho hiệp định. Ông Đức nhất định bám chặt lấy những chỉ thị đã nhận được. Ông ngồi nghe cẩn thận và khẳng định là Việt Nam Cộng Hòa không hề có ý muốn đương đầu, chống chọi. Sau đó, Nixon đề nghị Kissinger và Đức hội với nhau để tìm một giải pháp thực tế. Đức gặp Kissinger hai lần và hội với Nixon một lần nữa.
Nixon trấn an Đức rằng ông tin chắc Hoa Kỳ sẽ có đủ khả năng để phát giác nếu Bắc Việt còn xâm nhập xuống miền Nam. Rồi ông bàn đến những kế hoạch để đối phó với những trường hợp Bắc Việt vi phạm đình chiến. Kế hoạch đã được các tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ soạn thảo để phòng hờ những vi phạm đó. Một lần nữa, Nixon lại cảnh cáo là nếu thỏa hiệp không được ký kết, Quốc hội có thể sẽ cắt viện trợ vào khoảng giữa tháng Giêng. Đó là lần đầu tiên Nixon và Kissinger phát họa cho Việt Nam Cộng Hòa biết một kế hoạch quân sự tối mật nhằm theo dõi các đơn vị, căn cứ của Bắc Việt kể cả sau ngưng bắn. Nixon cho hay là sẽ có một hệ thống liên lạc nối liền đệ thất không lực Hoa Kỳ tại NKP là tiếng lóng của quân sự quốc để gọi căn cứ không quân Nakhon Phanom ở Thái Lan với Sài Gòn và Bộ Tư lệnh bốn vùng chiến thuật ở miền Nam. Các tư lệnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ có thể trực tiếp liên lạc với tư lệnh đệ thất không lực Hoa Kỳ là tướng John W. Vought tại căn cứ Thái Lan và các mục tiêu đã được cập nhật hóa hàng tuần. Kế hoạch mật này đã có một tác dụng lớn khiến Thiệu yên tâm là Hoa Kỳ thực sự cam kết bắt Bắc Việt tôn trọng hiệp định. Thiệu còn được thông báo rằng từ Thái Lan, máy bay chiến thuật sẽ được phóng đi tấn công Bắc Việt và những cuộc oanh tạc bằng B-52 sẽ được phối hợp với Việt Nam Cộng Hòa nếu Bắc Việt vi phạm thỏa hiệp. Trong các lá thư gửi cho Thiệu, rồi trong buổi họp với Đức, Nixon đã lặp đi lặp lại hoài rằng Hoa Kỳ cam kết sẽ quyết tâm bắt Bắc Việt phải tôn trọng đình chiến và trả đũa nhanh chóng và mạnh mẽ nếu Bắc Việt vi phạm hiệp định. Theo ông, thì việc này còn quan trọng hơn cả hiệp định nữa. Đường dây liên lạc nối với căn cứ Hoa Kỳ tại Thái Lan là một bảo đảm cụ thể dưới bác Thiệu và ông chắc chắn là nó sẽ được sử dụng. Trở về sứ quán sau cuộc gặp gỡ với Nixon, Đức bảo nhã là ông và Phượng có cảm tưởng Nixon đã ngạc nhiên về nội dung lá thư mới được chuyển tới. Dù Nixon đã không thay đổi lập trường, phía Việt Nam tin rằng mình đã chiếm được sự chú tâm của Tổng thống Hoa Kỳ đến những mối quan tâm của Sài Gòn và đã đặt Kissinger vào thế thủ. Ngoài ra, còn mua thêm được thời giờ trước khi ký kết hiệp định. Nói cách khác, Nixon đã bắt buộc phải lựa chọn giữa Hà Nội và Sài Gòn. Đức bay về Sài Gòn phúc trình cho Thiệu về chuyến đi Hoa Kỳ, nhưng ông Thiệu vẫn không đáp ứng gì. Phía Hoa Kỳ, Nixon bèn tham khảo với Kissinger và nói rằng ông tin Thiệu đang chơi trò thi gan lì và Hoa Kỳ có lẽ không còn lựa chọn nào khác hơn là tấn công ông Thiệu. Ngày 4 tháng Chạp, hòa đàm tái nhóm tại Paris, người ta nhận thấy ngay là Bắc Việt đang tự kiềm hãm và sẽ khó mà đi tới được thỏa hiệp. Trong một phiên thảo luận riêng giữa Kissinger và Thọ, Thọ buộc tội Hoa Kỳ là đang cố gắng củng cố chính quyền bù nhìn ở Sài Gòn. Cứ thêm một nhượng bộ mới, hắn lại rút lại hai nhượng bộ cũ. Bắc Việt sợ rằng bản hiệp định đã bị tháo gỡ ra hết và họ nghi ngờ lòng thành thực của Mỹ. Kissinger bèn đánh điện cho Mạc Tư Khoa và thúc Liên Xô dùng uy thế để áp lực Hà Nội. Nga khuyên Hoa Thịnh Đốn nên kiên nhẫn. Phó Tổng thống Agnew trực sẵn ở Washington đợi tin mới từ Paris để bay qua Sài Gòn. Thảo luận về bản dự thảo hiệp định chót với Thiệu, Kissinger vẫn thúc bách mọi phe lấy ngày 22 tháng Chạp làm hạn chót. Ngày 7 tháng Chạp, Kissinger và Thọ lại gặp nhau trong 4 tiếng đồng hồ nữa, và Kissinger cảm thấy là triển vọng thỏa hiệp đang xa mờ dần. Dường như đã ý thức được lập trường của Nixon sau khi gặp Đức là muốn có bảo đảm chắc chắn cho Việt Nam Cộng Hòa với những cam kết sẽ trả đũa Bắc Việt nếu họ vi phạm đình chiến. Kissinger khôn khéo điện từ Paris về cho Nixon nói lại luận điệu cũ là tuy Hà Nội sẽ không bao giờ từ bỏ mộng thôn tính miền Nam, nhưng họ sẽ đổi chiến lược từ quân sự sang chính trị và chỉ hướng về tranh đấu chính trị mà thôi. Điều này thì chắc là lọt tai Nixon. Ông cho là Sài Gòn đủ sức tranh đấu chính trị, còn nếu Hà Nội đánh lớn thì ông sẽ can thiệp. Điện tín của Kissinger như sau. Sau khi thăm dò thêm ý định của Hà Nội, bây giờ ta đã thấy hiển nhiên là họ đã không hề từ bỏ những mục tiêu hay tham vọng của họ đối với Nam Việt Nam.
Điều họ đã làm là quyết định thay đổi chiến lược bằng cách chuyển từ chiến tranh quy ước và chủ lực sang một chiến lược chính trị và nổi dậy trong khuôn khổ dự thảo hiệp định. Cho nên, chúng ta không thể trông đợi một nền hòa bình trường cửu tiếp theo sau một hiệp định đã hoàn thành, mà chỉ là một sự chuyển hướng trong cách thức tranh đấu của Hà Nội mà thôi. Có lẽ chúng ta sẽ có ít cơ hội duy trì thỏa ước mà không có một sự chuẩn bị mau, nhạy rõ rệt về phía Hoa Kỳ để bắt tôn trọng các điều khoản. Sự chuẩn bị đó thực sự sẽ bị thử thách bất cứ lúc nào. Cho nên, chúng ta còn lại có câu hỏi tôi đã nêu lên hồi đầu là tiếp tục chiến đấu bằng cách hủy bỏ thỏa hiệp bây giờ có tốt hơn là bị bắt buộc phải có phản ứng sau này, một phản ứng được biện minh bằng sự vi phạm một hiệp định đã được long trọng ký kết hay không? Tuy nói thế cho lọt tai Nixon, nhưng Kissinger lại dần dần đưa Nixon tới chỗ chấp nhận đề nghị của ông là cứ xúc tiến đi đến thỏa hiệp, và Nixon đã đồng ý, nói rằng ông muốn bất cứ một thỏa hiệp nào hơn là đình hoãn. Ông chỉ thị cho Kissinger cố tìm cho được đôi chút tiến bộ trong bản dự thảo tháng 10. Theo lệnh Nixon, Kissinger trở lại thương lượng với Thọ để tới một thỏa hiệp. Nixon muốn đi vào nhiệm kỳ thứ hai của mình trong ánh hào quang của hòa bình. Sau vài phiên họp với Thọ, Kissinger đã đề nghị hai lựa chọn cho Nixon. Lựa chọn một, Hoa Kỳ sẽ đồng ý đi tới một thỏa hiệp ngay tức thì với những điều kiện tốt nhất có thể thương lượng được. Lựa chọn 2, Hoa Kỳ sẽ bỏ thiệu nhưng vẫn oanh tạc Bắc Việt cho tới khi nào Hà Nội đồng ý trả lại tù binh Mỹ, đổi lấy sự rút quân hoàn toàn của Mỹ. Mới đầu, Nixon tán thành lựa chọn 1, nhưng rồi ông nghĩ lại và gửi công điện báo ngay cho Kissinger là ông có thể gián đoạn cuộc hòa đàm, lấy cớ là cho các phe thương nghị thời giờ tham khảo chính phủ mỗi bên. Được công điện đó, Kissinger dọa Thọ là sẽ có những hành động mạnh như hành động ngày 8 tháng 5, lúc Nixon đã cho lệnh oanh tạc Hà Nội và thả mìn bến Hải Phòng. Trong 10 ngày họp tối quan trọng này, vấn đề khó khăn nhất là tình trạng của vùng phi quân sự, phân cách Bắc Nam. Thiệu nhất định đòi vùng phi quân sự phải được thừa nhận là khu vực chia đôi Bắc Nam. Như thế, để miền Nam ít nhất cũng có được một ranh giới, và như vậy với chính thức hóa sự phân biệt giữa hai miền. Đối với Bắc Việt, không công nhận vùng phi quân sự làm ranh giới hai bên cũng là một điều hết sức quan trọng, vì họ vẫn chủ trương là chỉ có một nước Việt Nam, và như thế quân đội của họ muốn đóng ở đâu thì đóng, không có vấn đề rút quân ra khỏi miền Nam. Thiệu sợ rằng nếu Bắc Việt không chịu thừa nhận tính bất khả xâm phạm của vùng phi quân sự, chúng sẽ chuyển quân vào miền Nam để tiếp tay với những lực lượng đã có sẵn ở đó, mà mở một cuộc tấn công đại quy mô chinh phục miền Nam. Lo ngại của ông đúng, vì Thọ nhất định không chịu công nhận vùng phi quân sự và đòi quyền di chuyển dân và quân đội qua ngã đó. Ngày 14 tháng Chạp, Thọ nói là phải trở về Hà Nội để tham khảo và lấy chỉ thị của Bộ Chính trị về vấn đề này. Ngày 15 tháng 12, Kissinger bay trở về Washington trong lòng rầu rĩ. Trước khi lên máy bay, ông nói với Đại sứ Phượng, người ra phi trường tiễn chân, tôi sẽ có hành động kịch liệt. Phượng bay về Sài Gòn ngày 16 tháng 12 để phúc trình cho Thiệu. Đến đây thì dường như Thiệu đã đạt được một thắng lợi chiến thuật. Về đến nơi, Kissinger vào gặp Nixon và Hay tại văn phòng riêng của Tổng thống. Cả hai người này đang lưỡng lự và ưu tư về việc ký kết thỏa ước trước những lời phản đối của Thiệu cũng như sự ngoan cố của Bắc Việt. Vai trò của Hay thật khó mà xác định. Thiệu thấy ông ta là một người phân tích tình hình rất sắc bén, lại cũng đồng ý với mình về hiểm họa cho Việt Nam Cộng Hòa nếu vùng phi quân sự bị bỏ ngỏ. Hai đóng vai trò quan trọng, một vị tướng đã từng phục vụ tại Việt Nam và sắp trở thành tham mưu trưởng lục quân Hoa Kỳ, và một đặc sứ của Nixon phái sang Sài Gòn. Sau này, Thiệu nhận xét, khi đội mũ tướng, hay nghĩ như tôi, khi đội mũ đặc sứ của Nixon, ông ta thi hành công việc của một đặc sứ. Ngày 14 tháng Chạp, tại Tòa Bạch Ốc, hai tán thành việc oanh tạc miền Bắc trên vĩ tuyến 20 bằng B-52, lập luận rằng chỉ có thể đấm một quả mạnh mới có thể kéo Hà Nội trở lại bàn hội nghị. Kissinger lý luận rằng
có hai lựa chọn duy nhất: hoặc oanh tạc ồ ạt miền Bắc, hoặc để cho sự việc dở dang, thương lượng không kết quả, chiến tranh kéo dài, chia rẽ trong nước và sự tổn thất chồng chất thêm. Không còn lựa chọn nào khác nữa. Thực ra, theo sự tính toán của Sài Gòn, Kissinger đã chỉ có hai lựa chọn: hoặc là làm một cái gì quyết liệt tại Sài Gòn, hoặc dội bom Bắc Việt. Miền Nam e ngại sẽ có một vụ đảo chính chống Thiệu nếu ông vẫn không chịu ký bản hiệp định vào hạn chót mà Nixon đã ấn định là ngày nhậm chức tổng thống kỳ 2, tức ngày 20 tháng Giêng 1973. Ngày 16 tháng Chạp 1972, Kissinger triệu tập một cuộc họp báo ở Sài Gòn. Kissinger triệu tập một cuộc họp báo ở Washington và công khai ra hiệu cho cả Hà Nội lẫn Sài Gòn biết rằng Tổng thống Nixon đã quyết tâm đi tới thỏa hiệp. Hướng về phía Việt Nam Cộng Hòa, ông nói: Đối với Sài Gòn, chúng tôi có sự thiện cảm và lòng trắc ẩn riêng với nỗi đau khổ của nhân dân họ, cũng như với mối quan tâm của chính phủ họ. Nhưng nếu chúng tôi có thể đạt được một thỏa hiệp mà Tổng thống xét thấy là công chính, thì chúng tôi sẽ tiến hành tới chỗ đó. Hướng về Hà Nội, Kissinger nói: Mục tiêu căn bản của chúng tôi đã được tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 26 tháng 10. Chúng tôi muốn chấm dứt chiến tranh, một sự chấm dứt mang nhiều ý nghĩa hơn là một cuộc đình chiến. Chúng tôi muốn chuyển từ tình trạng thù địch sang tình trạng bình thường hóa, từ bình thường hóa sang cộng tác. Nhưng chúng tôi sẽ không đi đến một hòa giải nếu đó là một hình thức trá hình của sự tiếp tục chiến tranh, và nếu nó gián tiếp mang tới những gì mà chúng tôi đã luôn luôn nói là sẽ không thể chấp nhận được. Trong phần giải đáp câu hỏi, có ký giả hỏi Kissinger là liệu có phải tình hình đã quay trở về như hồi đầu rồi không? Kissinger đáp, không phải. Chúng tôi có một thỏa ước đã hoàn tất được 99% nếu nói về mặt bản văn. Đây là một mánh khóe lừa bịp cổ điển của Kissinger, tránh né sự thực mà không trực tiếp nói dối. Kissinger đã tránh né không xác định cái 100% còn lại, chính là vấn đề sinh tử liên quan đến vùng phi quân sự. Được hỏi 1% còn lại đó là cái gì? Kissinger đáp, à, mà quý vị biết đấy, tôi đã gặp nhiều rắc rối khi tôi dùng con số, cho nên xin đừng bắt tôi đưa ra con số nữa. Nó là một bản hiệp định trong nội dung đã hoàn tất, nhưng tôi không thể nói ra được. Nhưng tự nó không phải là một vấn đề. Vấn đề bây giờ là vấn đề như tôi đã trình bày trong cuộc họp báo. Ngày 17 tháng Chạp, Nixon hạ lệnh cho mở chiến dịch Lynn Baker số 2 cho B-52 tái tục oanh tạc Bắc Việt và thả mìn xuống hải cảng Hải Phòng. Trong vòng 24 giờ, 129 máy bay khổng lồ B-52 dội bom xuống những mục tiêu quân sự quanh Hà Nội. Trong khi đó, các oanh tạc cơ B-111 tấn công các căn cứ phi cơ MIG, cùng lúc làm áp lực quân sự với Bắc Việt. Nixon thảo cho Thiệu một lá thư với lời lẽ nặng nề nhất từ xưa tới nay. Lá thư do chính Nixon đọc cho thư ký riêng của mình đánh máy, đề ngày 17 tháng Chạp và được đưa cho tướng Hay đích thân trao đến tận tay Thiệu ở Sài Gòn. Mới đầu, Nixon định cử Phó Tổng thống Agnew hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Lodge hoặc nguyên Bộ trưởng Ngân khố Connally qua Sài Gòn, nhưng sau cùng quyết định, Hay vẫn là kẻ có nhiệm vụ đưa thông điệp tới tay Garcia. Garcia là tên lóng đặt cho Thiệu. Hay điện báo Sài Gòn trước khi đi, yêu cầu được họp riêng với Thiệu, chứ không muốn gặp tất cả Hội đồng An ninh Quốc gia. Sứ mạng của Hay là thông báo cho Thiệu biết về cuộc dội bom Bắc Việt như một yếu tố khích lệ để ông ta ký kết hiệp định. Trong lá thư, Nixon dùng những lời lẽ mạnh nhất từ trước tới nay. Sứ mạng của tướng Hay lúc này là biểu hiệu cho sự cố gắng cuối cùng của tôi để giải thích cho ngài về nhu cầu phải có một hành động chung giữa chúng ta và truyền đạt đến ngài ý định không thể thay đổi được của tôi là sẽ cứ tiến hành, hay hơn cả là được sự cộng tác của ngài. Nhưng nếu cần thiết, tôi sẽ tiến hành một mình. Tôi đã yêu cầu tướng Hai phải lấy bằng được câu trả lời của ngài về đề nghị của tôi, một đề nghị tuyệt đối tối hậu về phía tôi, để chúng ta chung sức cố tìm cho được một cuộc dàn xếp theo những đường lối mà tôi đã chấp nhận. Còn không, thì chúng ta sẽ mỗi người đi theo đường lối riêng của mình. Để kết luận,
Tôi xin nhấn mạnh rằng, tướng hai qua Sài Gòn không phải với mục đích thương lượng với ngài nữa đâu. Đã đến lúc chúng ta phải biểu dương một mặt trận đoàn kết trong lúc thương lượng với kẻ địch, và ngài phải quyết định ngay bây giờ là có còn muốn tiếp tục liên minh với chúng tôi nữa hay không. Hay ngài muốn tôi đi tìm một thỏa hiệp riêng rẽ với kẻ địch để chỉ phục vụ quyền lợi cho Hoa Kỳ mà thôi. Thiệu đọc lá thư hai lần, rồi ngẩng lên nhìn Hai. Quả không còn nghi ngờ gì dụng ý của lá thư nữa. Hai không tới đây để điều đình, mặc cả, mà rõ ràng là để bắt buộc ông ký vào bản hiệp định. Ông nói với Hai, như vậy, tôi nghĩ rằng Tổng thống Nixon đã yêu cầu tôi ký một thỏa hiệp theo đó Hoa Kỳ tiếp tục yểm trợ Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải chỉ ký vào một hiệp định đình chiến. Hai cảm động và đáp lại rằng, là một quân nhân và là người vốn quen thuộc với mánh khóe xảo trá của Cộng sản, tôi đồng ý sự nhận định của ngài. Thiệu soạn thảo lá thư trả lời Nixon để đưa Hai cầm về Washington, vẫn nhất mức thách thức đề nghị tuyệt đối tối hậu của Nixon. Trong thư, ông lại phát biểu mối quan tâm sâu xa của Việt Nam Cộng Hòa về sự hiện diện tiếp tục của quân đội Bắc Việt tại miền Nam và yêu cầu Mỹ cam kết bảo đảm một lần nữa. Thiệu trao cho Hai lá thư đã dán kín để biểu lộ lòng bất mãn của mình với Hai. Vì người quân nhân này tuy đã hiểu được sự xảo quyệt của Cộng sản, nhưng đã không có hành động nào giúp nói lên những lời ông cảnh cáo về ý định thực sự của Bắc Việt. Thông thường, thư của Thiệu trao cho Hai vẫn để ngỏ, để Hai có thể truyền ngay về Washington từ phòng mật mã của Sứ quán Mỹ. Trong thư, Thiệu đã khôn khéo không nói thẳng là sẽ từ khước ký kết thỏa hiệp. Ông vẫn muốn tranh thủ thêm thời giờ và thêm những điều kiện thuận lợi hơn. Khi trở về tới Washington, Hay báo cáo với Nixon là nhường như Thiệu đã tuyệt vọng. Vụ dội bom khởi sự ngày 18 tháng Chạp 1972 xảy ra giữa lúc Quốc hội Hoa Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, cho nên đã không có một phản ứng chính thức nào từ phía đồi Capitol. Nixon thì đang ở Key Biscayne, Florida, quyết tâm tiếp tục dội bom bất chấp sự công phẫn trong nước và ở ngoại quốc. Khi nghe được tin này, Hưng cảm thấy nhẹ người. Dường như bất ngờ mà cuộc họp giữa Nguyễn Phú Đức và Nixon đã thành công trong việc giải thích lập trường và quan điểm của Việt Nam Cộng Hòa với Hoa Kỳ. Như thế, Nixon sẽ bắt buộc Bắc Việt phải rút lui khỏi miền Nam. Trong một thoáng qua, dường như Hoa Kỳ đã quyết tâm làm thay đổi chiều hướng chiến tranh để giành thắng lợi cho Sài Gòn. Vụ dội bom chỉ tạm ngưng một ngày duy nhất, lễ Giáng sinh. Trong suốt thời gian oanh tạc, được chấm dứt vào 30 tháng Chạp, Hoa Kỳ mất 30 phi cơ, kể cả 15 chiếc B-52, tất cả đều bị hạ bởi những dàn hỏa tiện địa không, SAM của Cộng sản. Đó là lần thứ nhất mà Bắc Việt đã hạ được nhiều B-52 đến thế. Chỉ sau 3 ngày dội bom, 6 chiếc B-52 đã bị bắn rớt trong một đêm. Tướng John Mayer, lúc đó điều khiển Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược, bèn gọi cho tướng Vought ở Thái Lan nói, ta phải làm một cái gì mới được, bọn này đang lấy hỏa tiễn đánh mình, mình phải làm một cái gì chứ? Vought và Mayer đồng ý rằng, vấn đề cần phải làm là tiêu hủy khả năng ráp hỏa tiễn của Bắc Việt. Hỏa tiễn đã được bốc lên từ tàu Nga, đậu ngoài khơi chuyển xuống xà lan, rồi từ xà lan chở lên bộ. Sau đó, ban ngày chúng được chở bằng xe vận tải tới một xưởng ráp nhỏ ở phía đông nam Hà Nội và ban đêm chuyển tới các vị trí đặt dàn SAM để phóng lên khi có B-52 tấn công. Bố sau này kể lại, mọi khả năng điện tử của ta cũng không thể làm cho phi cơ B-52 loại được những hỏa tiễn ấy. Chúng cứ cháy đỏ lên rừng rực và phóng thẳng tới phi cơ. Tướng Mayer xin Washington chấp nhận cho B-52 phá xưởng ráp SAM, nhưng không được phép, vì lẽ xưởng đó ở ngay trong một khu đông dân cư, và phi cơ B-52 lại phải dội bom từ độ cao, và lúc thời tiết xấu, chắc chắn sẽ gây nhiều tổn thất dân sự, và chưa chắc xưởng ráp có thể bị dội trúng. Sau Vought được cho phép tấn công bằng F-4, oanh tạc chính xác hơn, và lập tức xưởng ráp đã bị phá hủy. Sau loạt dội bom ấy, khả năng phòng không bằng hỏa tiễn đã giảm xuống rõ ràng, và có báo cáo cho biết Bắc Việt đã cạn hết nguồn tiếp liệu, hỏa tiễn SAM và đang xuống tinh thần rất nhanh. Các nguồn hỏa lực khác của Hà Nội thì không hiệu quả, và Bắc Việt loan báo số tổn thất lên tới 1.318 thường dân. Nixon ngồi lì chịu trận,
mặc cho dư luận chỉ trích vụ tái oanh tạc. Ông tin rằng một cuộc biểu dương lực lượng lúc đó rất cần thiết để bắt Bắc Việt phải giàn hòa. Không khí thủ đô Washington mù mịt, đầy bất trắc và lo ngại rằng diễn trình hòa bình đã bị tiêu hủy. David Broder viết trong The Washington Post nhắc lại một câu nói của Kissinger trong một bữa ăn sáng với báo chí vào mấy ngày đầu nhiệm kỳ thứ nhất của Nixon. Việt Nam có lẽ sẽ là một trong những vấn đề bi thảm mà ai đụng tới nó cũng bị tiêu. Ký giả đoàn tại Tòa Bạch Ốc đã được mệnh danh là đoàn âm binh tận thế, Gloom and Doom Brigade, và Kissinger thì luôn luôn bị nhân viên văn phòng động lý thân cận với Bob Haldeman bắn tỉa. Nixon quyết định lì lợm và các phụ tá quanh ông được giao phó nhiệm vụ phóng chiếu một hình ảnh vững tin và quyết tâm. Tùy viên báo chí của Nixon, Ron Ziegler, tâm sự với đám ký giả là cứ khi nào tình thế gay go, Nixon lại càng bình tĩnh và tự tin. Và còn nhắc là sự tiên đoán sai lầm trước đây của họ, cho rằng vụ thả mìn Hải Phòng và dội bom Hà Nội hồi tháng 5 đã có thể khiến Liên Xô hủy bỏ cuộc họp thượng đỉnh. Sau khi Sài Gòn sụp đổ, người Bắc vô Nam kể lại rằng tinh thần miền Bắc đã xuống kinh khủng khi B-52 dội bom dịp lễ Giáng sinh và Hà Nội đã thực sự hết hỏa tiễn để phòng không. Một số người quen biết hoặc thân thích của các thành viên mặt trận giải phóng sau này đã nói với Châu Kim Nhân, cựu tổng trưởng tài chánh trong chính phủ Thiệu, là giá như vụ dội bom chỉ tiếp tục thêm một tuần lễ nữa thì Hà Nội chắc chắn sẽ phải quỵ và hiệp định hòa bình đã có nhiều thay đổi lớn. Có người có bà con ngoài Bắc bảo rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng cờ trắng để đầu hàng vì tin rằng chiều hướng chiến tranh đã bất lợi đảo ngược. Chính viên tư lệnh cuộc oanh tạc, tướng John Vought cũng mô tả các cuộc dội bom đó là một thắng lợi rất quan trọng, khiến Bắc Việt bắt buộc phải trở lại bàn hội nghị. Ông nói, chính Kissinger đã bảo với tôi rằng chúng đang quỵ và rất muốn dàn xếp. Nhưng vào lúc Bắc Việt gần đầu hàng thì Kissinger lại muốn ngưng dội bom, vì ông chỉ muốn họ ký hiệp định mà thôi. Quả vậy, vụ dội bom đã có một tác dụng lớn đối với thái độ của Bắc Việt về việc sắp đặt thời gian dàn xếp. Ngày 18 tháng Chạp, Kissinger đã đánh điện cho Hà Nội than phiền rằng chính phủ họ đã trì hoãn hòa đàm một cách cố ý và không đứng đắn, và đề nghị một ngày để họp lại. Trong lúc B-52 còn đang dội bom, ngày 22 tháng Chạp, Kissinger đã đề nghị hai bên tái nhóm ngày 3 tháng 1, 1973. Nếu Hà Nội đồng ý, Hoa Kỳ sẽ ngưng oanh tạc vào ngày 31 tháng Chạp, và trong suốt thời gian hội nghị, ngày 26 tháng Chạp, sau một vụ dội bom dữ dội nhất, Hà Nội đồng ý gặp lại phái đoàn Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng Giêng tại Paris, với một thái độ thương thuyết nghiêm chỉnh để dàn xếp những vấn đề còn lại với phe Hoa Kỳ. Trong Tòa Bạch Ốc và toàn thể nội các Nixon, trừ tướng Hai, không một ai khác muốn Nixon tiếp tục dội bom. Sau này Hai nhận định, tôi không nghi ngờ một mảy may nào hết là giá như hồi đó toàn dân Mỹ đã có được ý chí và đồng tâm để tiếp tục dội bom, thì chúng tôi đã có thể quy định được những điều kiện khiến quân Bắc Việt phải rút lui khỏi miền Nam. Tôi tin là chúng tôi sẽ đòi được khoản đó. Hay nói rằng, ông đó là người duy nhất trong số các cố vấn của Nixon dục phải tiếp tục oanh tạc. Trong cái giai đoạn vô cùng khó khăn đó, sự chống đối kịch liệt đến cái độ mà tất cả mọi người cố vấn cho Tổng thống, trừ Al Hay này ra, kể cả những tay lúc trước kia đã luôn luôn tỉnh táo, tán thành hành động mạnh khi cần đến, ai ai cũng gọi cho Tổng thống, hàng ngày hàng giờ, khuyên chấm dứt oanh tạc. Những lời khuyến cáo đó còn được dựa trên những nhận định rằng chừng nào quốc hội tái nhóm, rất có thể họ sẽ đưa ra nhiều hạn chế về quyền hạn của Tổng thống. Những hạn chế ấy sẽ làm cho việc dàn xếp được một cuộc hòa giải trở nên như một cuộc tự sát quốc gia. Có dấu hiệu cho thấy là một khi quốc hội tái nhóm, Nixon sẽ gặp phải nhiều chống đối, không cho tiếp tục oanh tạc nữa. Ngày 6 tháng Giêng, Nixon hội với Kissinger ở trại Davis để thảo luận về chiến lược thương thuyết ở Paris. Vì nhiều áp lực, Nixon không còn muốn tái tục oanh tạc nữa. Trong hồi ký, ông viết rằng một khi thương thuyết tái nhóm, tất nhiên Henry sẽ tiếp tục thủ vai cứng rắn, ra hiệu cho phe bên kia biết là tôi có thể ra lệnh ném bom trở lại ở khu vực Hà Nội, mặc dầu tôi có bảo với ông ta rằng về mặt hoạch định nội bộ
ta không thể coi đó là một lựa chọn có thể thành tựu được. Giữa lúc chuẩn bị dàn xếp với Hà Nội, Nixon vẫn tiếp tục thuyết phục cho Thiệu đổi ý kiến. Ông đã dùng vụ dội bom để báo cho cả Sài Gòn lẫn Hà Nội biết là giai đoạn dàn xếp đã tới. Ngày 5 tháng Giêng 1973, Nixon lại viết thư cho Thiệu và một lần nữa cam kết với Việt Nam Cộng Hòa bằng ngôn ngữ rõ ràng, không còn dè dặt gì nữa. Thưa Tổng thống, thư này để hồi âm lá thư đề ngày 20 tháng Chạp 1972 của ngài. Không có điều gì quan trọng hiện nay mà tôi có thể thêm vào thông điệp trước đây của tôi, kể cả lá thư đề ngày 17 tháng Chạp. Trong đó, ý kiến và ý định của tôi đã được phát biểu rõ ràng. Về vấn đề quân đội Bắc Việt, chúng tôi sẽ lại cố trình bày quan điểm của ngài với phe Cộng sản, như chúng tôi đã mạnh mẽ trình bày trong bất cứ dịp nào khác. Kết quả chắc chắn là họ sẽ bác bỏ đề nghị của ngài một lần nữa. Chúng tôi đã giải thích cùng ngài rất nhiều. Lý do tại sao chúng tôi tin rằng vấn đề quân đội Bắc Việt có thể kiềm chế được theo các điều khoản của hiệp định, và tôi không thấy cần phải nhắc lại tất cả mọi lý luận ở đây. Chúng tôi sẽ tiến hành ở Paris tuần tới theo những đường hướng mà tướng Hay đã giải thích cùng ngài. Do đó, nếu Bắc Việt thỏa mãn được những điều quan tâm của chúng tôi về hai vấn đề còn lại trong hiệp định liên quan đến vùng phi quân sự và phương pháp ký kết, và nếu chúng ta có thể dàn xếp một guồng máy kiểm soát đình chiến khả dĩ chấp nhận được, thì chúng tôi sẽ xúc tiến việc ký kết hiệp định. Nhưng hậu quả trầm trọng nhất sẽ xảy ra nếu như chính phủ ngài tự ý bác bỏ hiệp định và tách rời khỏi Hoa Kỳ. Như tôi đã thưa trong thư đề ngày 17 tháng Chạp của tôi tin chắc sự từ khước tiếp tay với chúng tôi của ngài sẽ là một sự chuốc lấy thảm họa. Nó sẽ phá hủy tất cả những gì mà chúng ta đã cùng nhau tranh đấu để đạt được trong 10 năm qua. Nhất là nó sẽ không thể nào bào chữa được, bởi lẽ chúng ta sẽ mất đi một lựa chọn khác công chính và danh dự. Vào lúc chúng tôi bước vào tuần thảo luận mới này, tôi hy vọng rằng hai quốc gia chúng ta sẽ biểu dương một mặt trận đoàn kết. Điều khẩn thiết nhất cho các mục tiêu chung của chúng ta là chính phủ ngài đừng có thêm hành động nào khiến công tác của chúng ta phức tạp thêm và khiến khó giành được sự chấp thuận của mọi phe về cuộc dàn xếp. Chúng tôi sẽ thông báo với ngài về các cuộc thương thảo qua những cuộc lược trình hàng ngày với đại sứ Lâm. Tôi chỉ có thể nhắc lại ở đây những gì tôi đã rất thường viết cho ngài. Bảo đảm tốt nhất cho sự tồn tại của miền Nam Việt Nam là sự đoàn kết của hai quốc gia chúng ta. Sự đoàn kết đó sẽ bị nguy hại trầm trọng nếu ngài cứ nhất định đi theo con đường hiện nay của ngài. Hành động của Quốc hội kể từ khi tái nhóm hiển nhiên đã chứng minh được phần nào lời chúng tôi đã báo trước. Nếu ngài quyết định, và tôi tin tưởng ngài sẽ quyết định tiếp tay với chúng tôi xin bảo đảm với ngài rằng tôi sẽ tiếp tục yểm trợ ngài trong giai đoạn hậu chiến, và chúng tôi sẽ đáp ứng bằng toàn thể sức mạnh của Hoa Kỳ nếu như Bắc Việt vi phạm hiệp định. Cho nên, một lần nữa, tôi xin kết thúc thư này bằng lời kêu gọi ngài hãy sát cánh với chúng tôi. Kính thư Nixon. Như vậy, đối với Việt Nam Cộng Hòa, Nixon đã nhân danh Hoa Kỳ long trọng tuyên bố là sẽ trả đũa Bắc Việt với toàn thể sức mạnh của mình nếu họ tấn công miền Nam. Bảo đảm đó được thành hình khi Tổng thống ở vào cương vị mạnh mẽ nhất. Nixon vừa đại thắng cuộc tổng tuyển cử, ông lại vừa cho B-52 ném bom xuống Hà Nội. Bởi vậy, Việt Nam Cộng Hòa đã chấp nhận lời hứa bảo đảm của Nixon rất nghiêm chỉnh. Sau vụ dội bom dịp lễ Giáng sinh, Sài Gòn tin rằng Nixon đã sẵn sàng dùng B-52 để bắt Bắc Việt tôn trọng Hiệp định Paris. Sau này, trước khi miền Nam sụp đổ, Hưng còn nhớ rõ các viên chức Việt Nam Cộng Hòa nói lại là họ đã rất phấn khởi vì hứa hẹn của Nixon hồi đó. Toàn thể sức mạnh ắt phải có nghĩa là dùng B-52 oanh tạc Hà Nội. Ngoại trưởng Trần Văn Lắm đã giải thích, ta không còn lời định nghĩa hay giải đoán nào khác nữa. Toàn thể sức mạnh chẳng thể có nghĩa là dùng bom nguyên tử trong trường hợp Bắc Việt được, chính là B-52 đó. Toàn thể sức mạnh là hành động tương tự như các vụ dội bom hồi tháng 5, Lohenbacher 1 và hồi Giáng sinh Lohenbacher 2. Cả Phó Tổng thống Hương lẫn Thủ tướng Kim cũng thường hay nhắc đến lời cam kết của Nixon như lời hứa được phát biểu lúc Nixon đã tới đỉnh cao của quyền lực. Vì vừa mới đắc cử lớn nhiệm kỳ 2,
lớn nhất kể từ cuộc bầu cử Eisenhower năm 1952. Ngoại trưởng Bắc thì khẳng định rằng phe Việt Nam Cộng Hòa không có cách nào biết được là Nixon đã không còn muốn dùng B-52 nữa. Sau này ông cho rằng vụ ném bom hồi Giáng sinh đã được coi như hành động làm hậu thuẫn cho lời cam kết của Nixon là sẽ trả đũa mau lẹ và nghiêm khắc và phản ứng với toàn thể sức mạnh nếu Hà Nội vi phạm hiệp định. Việt Nam Cộng Hòa nhận thức rằng Nixon đã nhân danh chính phủ và nhân dân Mỹ khi làm cam kết đó. Đó là vấn đề giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, chứ đâu phải là lời cam kết giữa cá nhân ông Nixon và cá nhân ông Thiệu đâu. Phó Tổng thống Hương đã nhận xét như thế khi Thiệu đưa cho ông đọc lá thư ngày 5 tháng Giêng của Nixon. Riêng Thiệu, tuy vẫn không hài lòng với những điều khoản trong hiệp định, nhưng ông đã phấn khởi về những lời bảo đảm của Nixon. Ông nói với Hội đồng An ninh Quốc gia, Hoa Kỳ đâu có cho ta một lựa chọn nào khác. Ngoại trừ nếu ta ký, thì viện trợ sẽ tiếp tục và có lời cam đoan sẽ trả đũa nếu hiệp định bị vi phạm. Nếu không, họ sẽ bỏ kệ cho hai bên muốn làm gì thì nhau thì làm. Kissinger đối xử với cả hai nước Việt Nam như thù nghịch. Ông tự coi ông là người ngoài cuộc trong các vụ thương thảo ấy và không phân biệt giữa Nam Việt là đồng minh và Bắc Việt là kẻ địch. Người Mỹ đã để cho cuộc chiến trở thành chiến tranh của họ. Khi họ thích chiến tranh, họ đẩy nó đi tới. Khi họ muốn ngưng chiến, họ bắt cả hai bên phải ngừng. Khi người Mỹ muốn nhảy vô, mình không có lựa chọn. Và bây giờ, họ sẵn sàng ra đi. Mình cũng không níu áo họ lại được. Sau vụ dội bom dịp lễ Giáng sinh, Thiệu tâm sự với Hội đồng An ninh Quốc gia bằng một câu khôi hài đầy cay đắng. Giả như Kissinger có được cái quyền dội bom Dinh Độc Lập để bắt tôi ký hiệp định, chắc ông ta sẽ không ngần ngại gì mà không làm. Hồ sơ mật Dinh Độc Lập. Chương 9. Mật ước riêng. Sau lần dội bom Giáng sinh, Kissinger gặp Thọ 4 tiếng rưỡi đồng hồ ở Paris ngày 8 tháng Giêng 1973. Dường như Hà Nội đã sẵn sàng thỏa hiệp. Thọ chấp nhận sự mặc cả của Kissinger về khoảng vùng phi quân sự và việc ký bản hiệp định. Bắc Việt thật ra chấp nhận cùng một bản văn mà họ đã từ chối hồi tháng 11. Nhưng dù Hà Nội đang ở thế yếu, Kissinger cũng không đòi phải thay đổi về điều khoản cho phép quân Bắc Việt ở lại miền Nam Việt Nam. John Necropont, chuyên viên của Kissinger về Việt Nam, lý luận với ông rằng vụ dội bom Giáng sinh đã tạo nên một thực tại quân sự và chiến thuật mới. Hoa Kỳ phải đòi cho được những điều kiện có lợi hơn cho bản thỏa hiệp, nhất là vấn đề then chốt là quân Bắc Việt phải rút khỏi miền Nam Việt Nam. Necropont đề nghị với Kissinger không nên điều đình vội vã với Bắc Việt và phải biết lợi dụng tình hình mới. Nhưng Kissinger trả lời rằng Tổng thống Nixon đã ra lệnh phải kết thúc bản hiệp định trước ngày 20 tháng Giêng. Nixon muốn bắt đầu nhiệm kỳ mới, không còn chiến tranh nữa. Necropont thổ lộ với bạn bè rằng ta đã dội bom Bắc Việt để bắt họ phải chấp nhận những nhượng bộ của ta. Trong khi đó, ở Washington, Hưng thấy phía Việt Nam Cộng Hòa hầu như không còn được ai giúp đỡ nữa. Chiều hướng chung là ký bản hiệp định và cho phép quân Bắc Việt ở lại miền Nam Việt Nam. Tuyệt vọng, anh tổ chức một cuộc biểu tình ở trước Tòa Bạch Ốc với một nhóm nhỏ người Việt, kể cả gia đình của anh, trưng khẩu hiệu đòi hỏi xin đừng bán đứng Việt Nam và hãy hồi hương cả quân đội Bắc Việt nữa. Không có sự đáp ứng của phái bảo thủ xưa nay, thường vẫn ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa. Khi đi qua tòa nhà cạnh Tòa Bạch Ốc, tòa nhà mà Hưng cho là có văn phòng của Kissinger, lòng căm giận vô cùng của anh nổi lên đối với con người mà anh cho là sẵn sàng bán đứng đất nước của mình. Lòng anh bị dày vò bởi cái giọng đức nặng trịch của Kissinger trên máy truyền hình và cái lối ông ta nói tiếng vi, tức là we, nghĩa là chúng tôi, có tính cách đế quốc, bao gồm cả Hoa Kỳ lẫn miền Nam Việt Nam. Hưng cực kỳ phẫn nộ khi nghe Kissinger tuyên bố Việt Nam Cộng Hòa đã đồng ý về khoản cho quân Bắc Việt ở lại miền Nam Việt Nam. Anh cảm thấy phải làm một cái gì để đối phó với Kissinger. Anh sửa soạn một bản phân tách tất cả những đề nghị của Hoa Kỳ từ trước tới nay, nhấn mạnh đến việc cùng triệt thoái cả quân Mỹ lẫn quân Bắc Việt ra khỏi miền Nam Việt Nam. Anh đến gặp dân biểu John R. Rarick,
để xin đăng bản văn của anh vào công báo quốc hội. Hưng cũng tìm cách cho đăng bài trình bày quan điểm của mình trên tờ Washington Post, nhưng họ cho rằng anh vừa có bài trên số chủ nhật, có bài nữa thì hơi sớm. Rarick còn chút thiện cảm, bèn cho đăng bài của anh, vấn đề then chốt của cuộc hòa đàm, vào công báo quốc hội ngày 15 tháng 1, 1973. Hưng tới gặp nghị sĩ Zablocki, chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện, là người đã ủng hộ Tổng thống Diệm rất nhiều, để xin giúp đỡ. Ông thổ lộ với Zablocki về nỗi tuyệt vọng của mình, cho rằng Nixon và Kissinger đã nói láo về việc mang lại hòa bình trong danh dự cho miền Nam Việt Nam. Anh không có cách gì để trình bày quan điểm này với công luận Hoa Kỳ cả. Hai người thảo luận về bài của Hưng vừa đăng trong công báo và một bài khác đăng trên tờ Washington Post, Settling the War on Hanoi's Term, chấm dứt chiến tranh bằng những điều kiện do Bắc Việt đề ra. Zablocki tỏ vẻ thông cảm với lập trường của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng đến khi Hưng nhờ giúp đỡ, ông ta nói, phần đông dân chúng Hoa Kỳ cho rằng chiến tranh Việt Nam là một lầm lẫn của chính phủ Hoa Kỳ. Anh đáp, thật ra đó không hẳn là một lầm lẫn. Các ông vào Việt Nam để cầm chân Trung Cộng trong hai thập niên 50 và 60, và các ông đã thành công. Và giả dụ như đây là một lầm lẫn thật, thì ta không làm một sự lầm lỗi rồi vác chân bỏ chạy. Ta phải chấp nhận hậu quả về những lỗi lầm của mình. Ví như ông không làm người phụ nữ mang thai rồi cuốn dù. Zablocki tránh né, không trả lời trực tiếp. Ông ta cười và hứa sẽ nêu mối quan tâm của Hưng với các bạn đồng viện. Hưng kinh ngạc vì không có ai làm sáng tỏ trường hợp miền Nam Việt Nam với báo chí Hoa Kỳ cả. Khi anh yêu cầu Tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Washington cho đăng bài của mình trên những tờ báo lớn của Hoa Kỳ bằng cách trả tiền họ như đăng quảng cáo vậy để trình bày lập trường của Việt Nam Cộng Hòa, thì anh được trả lời là Tòa đại sứ không có ngân quỹ để làm việc này. Khác với trường hợp của Trung Hoa Dân Quốc hay Đại Hàn, Việt Nam Cộng Hòa không có phương tiện và không có ai ở Washington để biện hộ lập trường của mình. Hưng nghĩ lại thầm phục khi nhìn thấy hình chụp những khuôn mặt chính trị lớn treo trên tường trong gian phòng thanh lịch của bà Chenow ở khách sạn Watergate. Hình bà chụp chung với những tổng thống Nixon, Johnson, Kennedy và những nhân vật khác như Kissinger, Bộ trưởng Tư pháp John Mitchell, Chủ tịch Hạ viện Chip O'Neill. Ông Thiệu không có ai để đóng vai trò này cho ông, và bây giờ thì muộn rồi. Hưng cảm thấy cay đắng và uất ức vô cùng khi nghe Kissinger nhấn mạnh việc Việt Nam Cộng Hòa đã đồng ý với bản hiệp định mà ông đang thương lượng với Bắc Việt. Bây giờ thì muộn rồi, Nixon đã quyết định bắt buộc ông Thiệu ký bản hiệp định Paris. Ngày 14 tháng Giêng, trước khi ngưng tất cả các cuộc dội bom và thả mìn Bắc Việt vô thời hạn, Nixon viết cho ông Thiệu. Ông ra lệnh cho tướng Hay sang Sài Gòn trao lá thư của ông, buộc Thiệu ký bản thỏa ước. Trước khi Hay lên đường, Nixon nói với Kissinger về quyết định của ông, bắt ông Thiệu phải đồng ý. Nixon nói, nếu nói đến phủ phàng thì anh chưa thấy đâu. Nếu tên chó đẻ đó, son of a bitch, không chịu theo ta, thì anh cứ tin đi. Sáng ngày 14 tháng Giêng, Hay gặp Thiệu ở Dinh Độc Lập và trình lá thư của Nixon hăm dọa sẽ ký bản hiệp định Paris vào ngày 27 tháng Giêng, dù phải ký một mình nếu cần. Nixon đe dọa như một lần nữa, tóm lược mật ước của Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nhất quyết cho phê chuẩn bản hiệp định vào ngày 23 tháng Giêng, sẽ ký vào ngày 27 tháng Giêng 1973 ở Paris. Tôi sẽ làm việc đó dù phải làm một mình. Trong trường hợp đó, tôi sẽ công khai tố cáo chính phủ của ngài làm cản trở cho công cuộc vãn hồi hòa bình ở Việt Nam. Kết quả không tránh khỏi sẽ là việc cúp viện trợ quân sự và kinh tế ngay lập tức, mà dù có sự thay đổi về nhân sự trong chính phủ của ngài cũng không thể cứu vãn được. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng sau tất cả những gì cả hai quốc gia chúng ta đã cùng chia sẻ và chịu đựng trong cuộc chiến này, chúng ta sẽ cùng đứng lại với nhau để tạo dựng và gặt hái kết quả của hòa bình. Để theo đuổi mục tiêu này, tôi muốn nhắc lại những cam kết của tôi đã trình bày với ngài nhiều lần. Khi ký kết bản hiệp định,
tôi sẽ nhấn mạnh rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ chỉ công nhận chính phủ của ngài là chính phủ hợp pháp ở miền Nam Việt Nam. Chúng tôi sẽ không nhìn nhận quyền có mặt của bất cứ quân đội ngoại quốc nào trên mảnh đất miền Nam. Chúng tôi sẽ phản ứng mãnh liệt trong trường hợp bản hiệp định bị vi phạm. Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh đến những cam kết tiếp tục của chính phủ Hoa Kỳ đối với tự do và tiến bộ của nước Việt Nam Cộng Hòa. Tôi quyết định sẽ tiếp tục viện trợ đầy đủ kinh tế và quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa. Qua bức thư này, ta thấy Nixon nói với Thiệu rằng Hoa Kỳ không chấp nhận sự có mặt của quân Bắc Việt ở miền Nam. Nhưng thực ra, đó chỉ là trên nguyên tắc. Vì trên thực tế, Hoa Kỳ chỉ lờ mờ kêu gọi việc triệt thoái những lực lượng ngoại bang. Và điều 1 của hiệp định đã nói rõ, Việt Nam là một quốc gia thống nhất. Nixon vừa dọa dẫm, vừa hứa hẹn Thiệu, nếu không chịu ký thì sẽ cắt viện trợ. Nhưng Nixon lại tóm lược những cam kết hết sức rõ ràng, sẽ không công nhận sự có mặt của quân đội ngoại quốc ở miền Nam, sẽ phản ứng mạnh trong trường hợp hiệp định bị vi phạm, và sẽ tiếp tục viện trợ kinh tế và quân sự đầy đủ cho Việt Nam Cộng Hòa. Ông Thiệu ghi nhận cẩn thận lời lẽ của Nixon trong bức thư này vì nó nhắc đến việc thay đổi nhân sự trong từ điển chính trị về mối ban giao Hoa Kỳ-Việt Nam Cộng Hòa. Thay đổi nhân sự là lời nói nhẹ, trùng nghĩa với việc lật đổ chính phủ. Năm 1963, khi việc chuẩn bị lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm đang tiến hành ráo riết, Tổng thống Kennedy trong buổi phỏng vấn của Walter Cronkite đài CBS có nhắc đến sự cần thiết phải thay đổi nhân sự trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Ông Thiệu quan tâm đến số phận của mình sẽ tương tự như vậy. Ông cho nhóm Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận lá thư của Nixon và bàn phương cách đối phó. Ông liếc mắt một vòng quanh phòng tình hình trong Dinh Độc Lập để thăm dò ý kiến. Quan điểm chung là, ồ, nếu Mỹ họ muốn vậy, ta nên ký. Họ ca ngợi lòng can đảm của ông Thiệu. Thủ tướng Khiêm nói, Tổng thống quyết định như thế nào đi nữa, chúng tôi cũng ủng hộ Tổng thống. Tướng Viên, Tổng tham mưu trưởng, thưa Tổng thống, quân đội sẵn sàng đợi lệnh. Những người mà ông Thiệu chọn để lãnh đạo quốc gia này đều chấp nhận ý kiến của ông. Họ thiếu sáng kiến, viễn tượng và can đảm để công khai thách thức ông. Có lẽ đây là một trong những dịp hiếm hoi để Thiệu tự hỏi tại sao mình lại chọn những người như thế này vào địa vị lãnh đạo trong chính phủ. Như Nhã đã kể lại, có cả một mớ những câu trả lời mũ ni che tai, nhưng không một ai đưa ra ý kiến phải hành động ra sao cả. Ông nào cũng so vòi cả. Từ ngày gặp Kissinger ở Sài Gòn tháng 10 năm ngoái, ông Thiệu đã nhận được nhiều đề nghị từ nhiều giới ở Sài Gòn. Và thư của Hưng là ta nên đánh đổi việc đòi triệt thoái quân Bắc Việt ra khỏi miền Nam, lấy sự cam kết của Hoa Kỳ bảo vệ hòa bình ở Việt Nam. Mặc dầu lời lẽ cứng rắn và dọa dẫm thẳng thừng trong lá thư của Nixon, nhất là việc đòi hỏi phải trả lời trong đêm ngày 17 tháng Giêng, Thiệu không chịu nhường bước. Thay vì phải trả lời hay, ngày hôm sau, ông gửi một lá thư niêm phong cho Nixon, đòi hỏi một số thay đổi trong bản hiệp định sắp ký, hay quay lại tòa đại sứ Mỹ, mở thư ra xem và chuyển về tòa Bạch Ốc ngay bằng đường vô tuyến, hay mô tả lá thư là cứng nhắc và không nhượng bộ. Không còn chần chừ được nữa, Nixon và Kissinger trả lời ngay cùng ngày, Hay và Bunker chuyển đến cho Thiệu ngay. Nixon quyết định tranh thế thượng thủ, nhưng ông ta vẫn muốn trấn an Thiệu, mặt khác tiếp tục dọa dẫm về hậu quả nếu ông Thiệu không chịu ký. Bức thư đó có nội dung như sau. Kính thưa Tổng thống, tôi đã nhận được lá thư của ngài đề ngày 17 tháng Giêng 1973 và tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng lá thư ấy. Tôi phải lặp lại với ngài những gì tôi đã nói với ngài trước đây. Tự do và độc lập của nước Việt Nam Cộng Hòa vẫn luôn luôn là mục tiêu trọng đại trong chính sách ngoại giao Hoa Kỳ. Tôi đã theo đuổi mục tiêu này trong suốt cuộc đời chính trị của tôi và trong 4 năm trời nay. Tôi đã lãnh nhiều hậu quả trầm trọng trong nước cũng như ngoài nước vì theo đuổi những mục tiêu này. Chính vì để bảo vệ những mục tiêu chung của chúng ta mà tôi phải nhất quyết chọn đường lối hành động này. Tôi cả quyết rằng việc từ chối ký bản hiệp định này sẽ đưa đến việc cắt đứt mọi viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa.
Do đó, tôi sẽ cho tiến hành việc phê chuẩn vào ngày 23 tháng Giêng và sẽ ký kết vào ngày 27 tháng Giêng 1973. Bản hiệp định mà tướng Hai đã trình lên ngài. Như vậy, chỉ còn có một lựa chọn trước mắt. Chúng ta muốn hay không muốn tiếp tục mối ban giao gắn bó đã giúp chúng ta nhiều trong suốt thời chiến. Để làm cho bản hiệp định được chặt chẽ thêm, như đã đề cập đến trong bức thư của tôi đề ngày 14 tháng Giêng, chính phủ của ngài sẽ được tăng cường về phương diện an ninh và chính trị để chuẩn bị cho việc ngưng bắn. Như tôi đã có dịp thưa với ngài nhiều lần, vấn đề chính yếu ở đây không còn là vấn đề chơi chữ trong bản văn, mà là vấn đề cộng tác giữa hai nước chúng ta trong thời kỳ hậu chiến và nhu cầu tiếp tục yểm trợ cho Việt Nam Cộng Hòa của Hoa Kỳ. Tôi đang phải tranh đấu cho sự yểm trợ đó. Nếu ngài khước từ ký vào bản hiệp định, tôi sẽ không còn cách nào giúp đỡ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nữa. Quốc hội và dư luận Hoa Kỳ sẽ trói chặt tay tôi. Vì thế, đây là lúc chúng ta phải đoàn kết để bảo vệ quyền lợi chung của hai quốc gia chúng ta. Như thứ hai đã trình bày với ngài, tôi đang chuẩn bị gửi Phó Tổng thống Agnew qua Sài Gòn để thảo luận với ngài về mối quan hệ giữa hai nước chúng ta trong thời hậu chiến. Ông Agnew sẽ rời Washington vào ngày 28 tháng Giêng, một ngày sau khi bản thỏa hiệp ký kết. Trong chuyến công du này, Phó Tổng thống Agnew sẽ công khai cam kết những gì tôi đã trình với ngài. Tôi xin nhắc lại những cam kết đó như sau. Trước hết, Hoa Kỳ công nhận chính phủ của ngài là chính phủ duy nhất hợp pháp ở miền Nam Việt Nam. Thứ hai, Hoa Kỳ không công nhận quyền có mặt của quân ngoại quốc trên lãnh thổ miền Nam. Thứ ba, Hoa Kỳ sẽ phản ứng mãnh liệt nếu bản hiệp định bị vi phạm. Hơn nữa, tôi muốn được hội kiến riêng với ngài 3 hay 4 tuần sau ở tại San Clemente, California, để chúng ta có dịp công khai nhắc lại mối hợp tác giữa hai nước và sự cam kết của Hoa Kỳ. Dựa vào những cam kết đó, tôi hy vọng ngài sẽ vui lòng cùng chúng tôi ký bản hiệp định. Vì tính cách trọng đại của vấn đề này và những hậu quả của nó trong tương lai, tôi đã chỉ thị cho tướng Hai phải trở lại Sài Gòn vào sáng ngày thứ Bảy, 20 tháng Giêng, 1973. Đây có lẽ là dịp chót để chúng tôi được biết lập trường của ngài và để xem chúng tôi có tiến hành cùng với ngài được không. Chương trình diễn tiến đã định, không thể thay đổi được nữa. Tiến sĩ Kissinger sẽ phê chuẩn bản thỏa hiệp ở Paris ngày 23 tháng Giêng. Tôi sẽ thông báo cho dân chúng Hoa Kỳ ngay buổi chiều hôm đó là lễ ký kết sẽ nhằm ngày 27 tháng Giêng 1973. Nếu ngài không chịu hợp tác, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về những hậu quả của nó. Để kết thúc, tôi xin thưa rằng tôi rất thán phục tinh thần bảo vệ quyền lợi quốc gia của ngài. Tôi công nhận rằng bản hiệp định này không được hoàn hảo, nhưng trong trường hợp hiện tại, đây là cơ hội tốt nhất ta nắm được. Tôi đã giải thích tại sao ta phải ký lúc này. Tôi cho rằng, ngài có hai lựa chọn chính yếu. Một là tiếp tục cản trở việc ký kết, đó là hành động có vẻ lẫm liệt nhưng thiển cận. Hai là dùng bản hiệp định như một phương tiện để xây dựng một căn bản mới cho nền ban giao Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không cần phải nói với ngài. Ngài cũng biết rõ đây là con đường duy nhất để bảo vệ mục tiêu chung của chúng ta. Trân trọng, Richard Nixon. Ông Thiệu đọc lá thư kỹ càng, góp nhặt cả những đe dọa và hứa hẹn, cố tìm ra căn bản những cam kết của người Hoa Kỳ. Ông ta hài lòng vì câu của Nixon, tự do và độc lập của Việt Nam Cộng Hòa vẫn luôn luôn là mục tiêu trọng đại trong chính sách ngoại giao Hoa Kỳ. Với đà triệt thoái quân đội Hoa Kỳ từ hơn nửa triệu xuống còn 20.000 vào ngày 1 tháng 12, 1972, ông Thiệu muốn được bảo đảm rằng những lời cam kết chắc chắn là Hoa Kỳ không thay đổi lập trường về Việt Nam Cộng Hòa. Thì đây, đầy đủ cả. Nixon hứa hẹn đủ điều về việc cắt đứt mọi viện trợ. Thiệu nhớ lại hồi năm 63, khi ông còn là tư lệnh sư đoàn 5 ở Biên Hòa, Mỹ cắt viện trợ để làm áp lực với ông Diệm. Sư đoàn ông bị ảnh hưởng nặng nề. Đó cũng là một trong những lý do ông theo phe lật đổ ông Diệm. Cái trớ trêu cùng một cảnh ngộ, Thiệu chưa quên. Tuy nhiên, Thiệu vẫn không chịu ký. Trả lời Bunker rằng ông ta muốn suy nghĩ thêm về lá thư Nixon. Bunker và Hai cảm thấy Thiệu muốn chần chừ cho đến ngày lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của Nixon, nhằm ngày 20 tháng Giêng
Nixon đã tiên đoán như vậy. Thiệu nhận ra rằng lời lẽ cứng rắn trong lá thư ngày 17 tháng Giêng của Nixon là một tối hậu thư. Đến ngày hẹn của Nixon, ông ta vẫn cho tiến hành lễ thành hôn của con gái ông là Tuấn Anh ở ngay Dinh Độc Lập. Ngày 19 tháng Giêng, vì lễ cưới dài dòng nên ông Thiệu có cớ để nói là không có thì giờ gặp đại sứ Ban Cờ. Buổi lễ được cử hành ở trong dinh, rồi cả gia đình ra nhà thờ Đức Bà làm lễ chính thức công giáo. Trước khi đó, Nhã được gọi ra để nói chuyện với đại sứ Ban Cờ bằng điện thoại. Ban Cờ muốn được Thiệu trả lời ngay. Nhã trách Ban Cờ về sự thiếu tế nhị này. Đây là một ngày vô cùng trọng đại của Tổng thống Thiệu. Ông có thể đợi cho đến khi buổi lễ xong xuôi được không? Đây là ngày lễ thành hôn, người con gái độc nhất của ông, mà ông cũng không được một vài giờ yên tĩnh. Tôi sẽ gọi lại đại sứ. Ông Thiệu gặp Ban Cờ một mình nửa giờ đồng hồ, ngay buổi tối hôm đó. Khi gặp Thiệu một mình, Ban Cờ đắc lực hơn là khi có mặt những người khác. Sau buổi họp, Thiệu nói với Nhã rằng họ làm áp lực mình hơn, nhưng cũng hứa hẹn nhiều hơn. Ban Cờ đưa ra những lý lẽ hùng hồn để ông Thiệu có thể giúp Nixon thuyết phục Quốc hội Hoa Kỳ. Ban Cờ nhắc lại tất cả những hứa hẹn của Nixon nếu Thiệu chịu ký bản hiệp định Paris. Sau buổi họp với Ban Cờ, Thiệu bảo Nhã ở lại ăn cơm chiều một mình với ông. Trong tư thái suy tư, Thiệu nói, họ không để mình có lựa chọn nào khác hơn, hoặc ký hoặc cắt viện trợ. Mặt khác, ta cũng được Nixon hứa hẹn quyết bảo vệ miền Nam Việt Nam. Ta sẽ thuận ký và sẽ không để Nixon nuốt lời hứa được. Nhã hỏi, liệu mình có thể tin Nixon được không? Ông ta là người biết giữ danh dự, ta nên tin ông ấy. Sau đó, hai người bàn kế hoạch buộc Nixon phải tỏ thái độ về vụ triệt thoái quân Bắc Việt ra khỏi miền Nam, hay trở lại Sài Gòn ngày 20 tháng Giêng, sau khi ghé Hán Thành và Bangkok. Ông Thiệu vẫn chưa chịu ký. Ông ta lại giao cho hai cầm lá thư về cho Nixon, bày tỏ sự nguy hiểm của việc để quân Bắc Việt ở lại miền Nam. Ông đề nghị thay lời lẽ trong bản văn, ghi rõ việc triệt thoái cả quân Bắc Việt lẫn quân đội các nước khác ra khỏi miền Nam. Hay thuyết phục Thiệu là bản văn sẽ được hiểu như vậy, nhưng bây giờ thay đổi lời lẽ thì muộn quá rồi. Ông Thiệu nhất định bắt hai cầm lá thư về cho Nixon. Nixon trả lời ngay trong ngày. Ban Cờ đưa lá thư cho Thiệu. Trong đó, Nixon cố gắng thuyết phục Thiệu một lần nữa như sau. Mặc dù không có điều khoản nào riêng biệt trong bản văn về vấn đề này, nhưng bản hiệp định có rất nhiều đoạn liên quan đến việc rút quân của Bắc Việt. Sự tiếp tục có mặt của quân Bắc Việt ở miền Nam là bất hợp pháp, và nếu Bắc Việt mang quân thêm vào là vi phạm bản hiệp định Paris. Nixon dẫn ra nhiều đoạn văn rải rác trong bản thỏa hiệp để chứng tỏ điều này. Khi hồi tưởng lại chuyện này, ông Thiệu có nói, đối với Cộng sản, giấy trắng mực đen còn chưa ăn thua gì. Huống chi bây giờ ông Nixon bảo tôi tin vào sự hiểu ngầm của các điều khoản lặt vặt, rải rác trong bản văn. Bên phía Việt Nam, nhận thấy lối giải thích của Nixon có phần mù mờ khúc mắc, ngôn ngữ không có nghĩa gì đối với Cộng sản, ngoại trừ lối diễn kịch của họ. Bắc Việt nhất định nắm lấy điều 1 của bản thỏa hiệp, cho rằng Hoa Kỳ đã tôn trọng sự thống nhất lãnh thổ Việt Nam, có nghĩa là Bắc và Nam là một quốc gia duy nhất. Và như thế, quân Bắc Việt có quyền ở lại miền Nam. Lúc đó chỉ còn một ngày trời, không còn thì giờ để bàn cãi điều này nữa. Thiệu thất vọng, cố bám víu cho đến phút cuối, tức là ngày lễ nhậm chức của Nixon, ngày 20 tháng Giêng. Trong buổi họp ngày hôm đó với các cố vấn thân cận, ông Thiệu đã nói đến lúc phải quyết định có công nhận bản thỏa hiệp hay không. Mọi người im lặng. Ông nói, hãy triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia ngay tối nay để tôi thông báo tình thế này cho họ. Theo chương trình của Nixon, Ngoại trưởng Trần Văn Lắm sẽ phải đi Paris ngay ngày hôm sau. Trong buổi họp Hội đồng An ninh, mọi người đều sốt sắng đồng ý với ông Thiệu. Ông cho họ biết, một là ông từ chối ký để nhất đáng trở thành một thứ anh hùng dân tộc. Hai là ký và sẽ tìm cách cứu nguy quốc gia sau. Mặc dầu vẫn còn bất đồng ý sâu xa, Thiệu cảm thấy Nixon có phần nói rõ ràng hơn về những cam kết của Mỹ đối với Việt Nam. Ông biết rằng không có cách chi có thể tóm đuôi và bắt Mỹ kéo dài trận chiến mãi.
Thiệu chỉ còn mong chờ vào danh dự, lời nói của Nixon. Vì chữ tín của người trị quốc, lời nói của họ phải như đinh đóng cột mới được. Trong những lá thư viết cho Thiệu, Nixon luôn luôn nhắc đến những cam kết một cách kỹ lưỡng. Thiệu thu nhập tất cả những lá thư và coi đó như là nền tảng của cuộc ban giao Việt-Mỹ. Thiệu hy vọng rằng phương châm của Khổng Tử, quân tử nhất ngôn, áp dụng cho cả vị Tổng thống Hoa Kỳ nữa. Nixon đã nhiều lần viết cho ông để quả quyết rằng những hy sinh xương máu của chiến sĩ Việt-Mỹ không thể trở thành vô ích được. Lời cam kết của Nixon cũng làm cho Thiệu tin rằng vì danh dự, Nixon không nổi nào vỗ về rồi bỏ chạy. Thiệu cho rằng ông phải tin vào vị Tổng thống của Hoa Kỳ vì không còn trông chờ vào đâu được nữa. Ông cũng đã tranh đấu cho sự nhượng bộ về phi khu quân sự. Nixon hứa sẽ tuyên bố công khai về điều khoản này. Thiệu còn nghĩ khi vị Tổng thống Hoa Kỳ đã công bố điều gì thì không thể rút lời được nữa. Như Khổng Tử đã nói, nhất côn ký xuất, tứ mã nan truy. Thiệu cất những lá thư đó trong phòng ngủ và giữ gìn rất cẩn thận. Đối với ông, nói là một thứ vương mệnh tượng trưng cho quyền lực, là sợi dây liên lạc chính thức của ông với Mỹ. Nói tóm lại, nó là một mật ước riêng giữa ông và Nixon, giữa Việt Nam Cộng Hòa và chính phủ Hoa Kỳ, bên ngoài khuôn khổ Hiệp định Paris. Thiệu tưởng Tổng thống Hoa Kỳ cũng cai trị nước Mỹ như ông cai trị nước Việt Nam vậy. Tổng thống Hoa Kỳ là vị lãnh tụ tối cao, mặc dầu được dân bầu chứ không phải nhận lãnh thiên mệnh. Ông ta cũng vẫn phải chịu trách nhiệm cho mọi cam kết của mình. Thiệu có biết tới sự phân quyền giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp của Hoa Kỳ. Thế nhưng, như phần lớn người Việt Nam, Thiệu không hiểu rõ trên thực tế hệ thống dân chủ phức tạp đó làm việc ra sao. Ông tiếp tục trông cậy vào Nixon như một vị tư lệnh tối cao, không có gì ràng buộc cả. Ngày 20 tháng Giêng, Nixon gửi tối hậu thư cho Thiệu bắt trả lời trước 12 giờ ngày 21 tháng Giêng giờ Washington. Trong thư, Nixon đã nói sẽ gặp các nhà lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ vào tối ngày 21 tháng Giêng để trình bày đường lối hành động. Nếu ông Thiệu không trả lời đúng giờ đã ấn định, Nixon sẽ ra lệnh cho Kissinger đơn phương phê chuẩn bản thỏa hiệp. Trong trường hợp đó, dù ông Thiệu có theo sau, vấn đề viện trợ cũng sẽ bị giảm bớt nhiều. Cũng như lần trước, lá thư lại mang tính chất vừa dọa dẫm vừa hứa hẹn. Lần này, Bạch Ốc đã vận động hai nghị sĩ Barry Goldwater và John Stennis, từ lâu vẫn ủng hộ Việt Nam, công khai dọa cắt viện trợ nếu Sài Gòn không chịu đi theo đường lối Nixon. Trong những phiếu trình cho Thiệu, Hưng đã liệt nghị sĩ Goldwater vào hàng ủng hộ Việt Nam hăng hái nhất. Hưng đã nói với ông Thiệu là chính anh đã giúp Warren Nutter cố vấn cho Goldwater về chính sách Hoa Kỳ ở Việt Nam từ cuộc tranh cử Tổng thống 63. Nixon nghĩ rằng mang tên Goldwater trong lá thư gửi Thiệu sẽ làm cho Thiệu hiểu rằng cả những người ủng hộ Việt Nam hăng hái nhất cũng đã quay lưng đi rồi. Cuối cùng, ông Thiệu chịu nhượng bộ. Ngày 21 tháng Giêng, ông gọi đại sứ Bunker và nói: "Tôi đã làm hết mình, tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được cho xứ sở tôi." Nixon trong tập hồi ký có ca ngợi lòng can đảm của ông. Mặc dầu hành động của ông ta đã gây nhiều điều khó khăn, nhưng tôi phải ngưỡng mộ tinh thần của ông ta. Tuy Nixon đã lỡ dịp công bố mở đầu nhiệm kỳ 2 của ông vào ngày 20 tháng 1 1973 bằng hòa bình, nhưng kết liễu cuộc chiến Việt Nam cũng gần kề. Ông có thể thu xếp xong chiến tranh Việt Nam và trong nhiệm kỳ 2 chú trọng vào việc ban giao với Trung Cộng. Ông có thể xây dựng hòa bình thực sự ở Trung Đông. Ưu tiên chính sách ngoại giao Nixon sẽ đặt trọng tâm vào giai đoạn 2 của hội đàm tài giảm vũ khí hạt nhân, hỗ tương giảm quân tại Trung Âu và chú trọng vào hội nghị an ninh Âu Châu. Những chia rẽ nội bộ và xích mích về vấn đề Việt Nam sẽ qua đi. Lúc đó, chưa có dấu hiệu gì về vụ Watergate cả. Ngày 22 tháng Giêng, Nixon viết cho Thiệu khen ngợi: "Với lòng can đảm và kiên trì, Ngài đã bảo vệ được quyền lợi của dân tộc Việt Nam trong công cuộc theo đuổi mục tiêu duy trì tự do và độc lập." Mọi việc đều êm đẹp cả.
Nixon cho biết sẽ thông báo cho Quốc hội biết về lập trường của Việt Nam Cộng Hòa và hứa sẽ gửi thư cam kết trên giấy tờ như Thiệu yêu cầu. Nixon tuyên bố Hoa Kỳ sẽ chấp nhận quan điểm của ông Thiệu về việc quân Bắc Việt ở lại miền Nam là không hợp pháp. Nixon sẽ lên đài truyền hình ngày 23, khẳng định sự đoàn kết thiết yếu giữa Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, và tuyên bố về việc Ngoại trưởng Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Lắm sẽ đích thân tham dự vào giai đoạn chót của cuộc hòa đàm. Thật ra, ông Lắm chẳng bao giờ được tham khảo gì cả, ngoại trừ những chi tiết kỹ thuật. Lời rao đó tuy khôi hài, nhưng bề ngoài vẫn quan trọng cho việc Nixon tuyên bố có hòa bình trong danh dự. Nixon chỉ thị thêm rằng Kissinger sẽ hội ý tham khảo chặt chẽ với Lắm ở Paris. Trong bầu trời xám ngắt lạnh lẽo và mưa sụt sùi của buổi chiều, ngày thứ ba 23 tháng Giêng, hồi 12:45, Kissinger và Lê Đức Thọ phê chuẩn Hiệp định Paris tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Khách sạn Majestic, Đại lộ Club. Hai bên giằng co về số trang và so sánh bản văn, rồi phê chuẩn vào 36 chỗ trong bản thỏa hiệp và phụ bản. Kissinger ký bằng hai chữ Hoa Kỳ nối liền và Lê Đức Thọ ký võn vẹn Thọ. Kissinger dùng một số bút mực và tặng cho bộ tham mưu của ông mỗi người một cái. Thọ đưa bút của mình cho Kissinger để nhắc Hoa Kỳ về việc thi hành nghiêm chỉnh bản hiệp định này. Cả Kissinger và Lê Đức Thọ đứng ra đọc bài diễn văn có tính cách hòa giải. Chiến tranh đã chính thức chấm dứt. Trong lần họp cuối, Lê Đức Thọ có nêu vấn đề Mỹ tái thiết Việt Nam. Nhưng Kissinger nhấn mạnh rằng vấn đề đó còn tùy thuộc vào sự tôn trọng hiệp định và phải được Quốc hội Hoa Kỳ chấp nhận. Lê Đức Thọ nói với Kissinger là phi cơ Mỹ có thể bay qua Hà Nội để nhận lãnh tù binh. Ngày ký kết chính thức bản hiệp định 27 tháng Giêng là lúc cả hai bên tranh thế lợi điểm của lệnh khi lệnh ngưng bắn có hiệu lực. Không ai tin là có hòa bình thực sự cả, chỉ là ngưng bắn tạm thời và bắt đầu đi vào giai đoạn tranh đấu mới. Như Kissinger giải thích cho phóng viên Schechter trước lúc ký kết, nếu muốn có một bản thỏa hiệp minh bạch và khít khao, thì ta phải chiến đấu thêm một hay hai năm nữa. Ta cần nhẫn nại, khoan ngoan và rộng lượng. Tất cả những thứ đó không phải là sẵn có. Một nhân viên trong phái đoàn Bắc Việt ở Paris tuyên bố, chúng tôi sẽ tôn trọng bản thỏa hiệp, nhưng khác với năm 1954, lần này chúng tôi sẽ ở lại miền Nam Việt Nam. Đối với những người Việt miền Nam, 4 năm trời chiến đấu từ 1969 đến 1973 chẳng được đền bù gì cả. Nếu căn cứ vào kết quả cuối cùng của cuộc thương thuyết này, bản hiệp định Paris trên căn bản đã khôn khéo chứa đựng những điều khoản giống hệt bản đề nghị của Bắc Việt từ tháng 5 1969. Thế nhưng, quan điểm của Tòa Bạch Ốc được quảng bá ra là cuộc thương thuyết trường kỳ này đã làm cho Việt Nam Cộng Hòa vững mạnh hơn. Thiệu có đủ thời giờ để huy động sự ủng hộ của dân chúng miền Nam và củng cố địa vị của mình, không có áp lực của Hoa Kỳ. Về mặt quân sự, Việt Nam Cộng Hòa chiếm lợi điểm. Tình báo Mỹ báo cáo rằng khi ngừng chiến, Cộng sản không là một đe dọa lớn cho Việt Nam Cộng Hòa và không ở vị thế chiếm nhiều đất đai. Đó là điểm rất đáng chú ý trước và sau khi ngừng chiến. Đa số người Việt lại cho rằng ngừng chiến chỉ có nghĩa là bước sang giai đoạn mới của cuộc chiến tranh khủng bố và xâm nhập chính trị. Đối với ông Thiệu và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, bản thỏa hiệp thực sự không phải là việc ký kết với Cộng sản, nhưng chính là những cam kết riêng của Nixon đối với Việt Nam Cộng Hòa. Khác với lần chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, khi Hoa Kỳ còn để lại 60.000 quân đóng tại vùng phi quân sự, ở đây, Việt Nam phải trông cậy vào chính mình. Những cuộc tiếp liệu ồ ạt của Mỹ cho Sài Gòn trong chương trình Enhance và Enhance Plus chỉ là phô diễn có mục đích chính trị, chứ không có ảnh hưởng quân sự thực sự, vì phần lớn đều là quân dụng cũ và cần được thay thế. Những quân dụng đó được chuyển giao để sau này được đổi mới mà không vi phạm thỏa hiệp ngưng chiến. Tuy thế, hành động này cũng làm dân chúng có cảm tưởng là Việt Nam Cộng Hòa không cần viện trợ thêm nữa. Ông Thiệu nhận thấy vấn đề đó như một khuyến khích để ký bản hiệp định, Kissinger nói với đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Paris.
chúng tôi đã viện trợ cho các ông cả tỷ đô la vũ khí. Một là các ông ký, hai là chúng tôi phải cắt viện trợ. Ông Thiệu cho rằng chương trình Enhance và Enhance Plus chỉ làm cho Việt Nam Cộng Hòa lệ thuộc thêm vào Hoa Kỳ, bởi vì phần lớn các quân dụng chuyển giao phải cần yểm trợ bảo trì mới sử dụng được. Thí dụ như phi cơ F-5A và C-123, cũ kỹ và bất khiển dụng. Để nó đấy, để sau này được thay thế một đổi một sau khi ngưng chiến. Nếu Hoa Kỳ không tiếp tục yểm trợ cơ phận và ngân sách bảo trì, thì chương trình Enhance và Enhance Plus không hơn gì một cử chỉ rộng tuếch. Tướng John Murray, đứng đầu cơ quan DAO, cơ quan tùy viên quốc phòng, coi hai chương trình trên như một sự trá hình. Tất cả quân dụng chuyển giao đáng giá 750 triệu đô la chỉ là để bù cho quân dụng tổn thất trong vụ tổng tấn công mùa xuân 1972 và để tính thêm vào sổ sách cho việc một đổi một thời hậu chiến. Murray kể lại, ai cũng lầm tưởng về vụ chuyển giao quân dụng cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thật ra, đó chỉ là những quân dụng đã hư hỏng hoặc cũ kỹ, lỗi thời. Phần lớn là đồ thặng dư, đòi hỏi phải bảo trì quá nhiều. Trong khi quân dụng chuyển giao tràn ngập hệ thống tiếp liệu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những quân dụng đó phần lớn là những loại cần có thêm bộ phận này, bộ phận kia, sửa sang lại thì mới đem ra sử dụng được. Nhưng các bộ phận cần thiết thì đã xài hết trong trận giặc rồi. Những phụ tùng thiết yếu đều mất mát. Và về sau, những đơn tôi xin tiếp tục tiếp liệu các đồ phụ tùng cho Việt Nam Cộng Hòa đều bị Ngũ Giác Đài từ chối. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa phải khư khư ôm lấy những quân dụng bất khiển dụng ấy như của nợ. Trong những lá thư gửi Thiệu và những cố vấn thân cận của Nixon, Nixon nhấn mạnh về điểm Hiệp định Paris sẽ được cả Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa cùng chấp hành. Đó mới là bản Hiệp định Paris thực sự. Trong thâm tâm, ông Thiệu cho rằng Hoa Kỳ đã cam kết bảo đảm cho hòa bình tại Việt Nam một cách hết sức vững vàng. Thế nhưng, bề ngoài Kissinger tiếp tục nhấn mạnh vấn đề là phải thiết lập một bộ phận kiểm soát quốc tế để lo việc thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Paris. Ông lại còn vận động để có một hội nghị gồm 12 quốc gia triệu tập ở Paris sau khi ngưng chiến, để bảo đảm việc chấm dứt chiến tranh và duy trì hòa bình ở Việt Nam. Hội nghị kết thúc ngày 2 tháng 3, 1973 bằng một văn kiện có chữ ký của tất cả các quốc gia tham dự, kể cả Nga Xô, Trung Cộng, Pháp, Anh và Hoa Kỳ. Tất cả những trò đó chỉ là đóng kịch. Thực ra cả Hoa Kỳ lẫn Việt Nam Cộng Hòa đều biết rằng cả Ủy ban Quốc tế Kiểm soát Đình Chiến lẫn Hội nghị Quốc tế Giám sát Đình Chiến đều sẽ chẳng làm được gì để duy trì hòa bình cả. Trên thực tế, chỉ có Hoa Kỳ mới làm được việc đó thôi. Trong lá thư gửi Thiệu ngày 14 tháng 11, 1972, Nixon xác nhận, dù sao đi nữa thì ta cũng phải nhận rằng vấn đề giám sát không quan trọng bằng sự nhất quyết của chúng ta thi hành bản thỏa hiệp cho kỳ được, và nhất là cảnh giác của chúng ta về những vi phạm. Bên phía Hoa Kỳ, từ Nixon xuống Kissinger, đại sứ Bunker và các giới chức, ai nấy đều cam kết với phía Việt Nam rằng điều quan trọng không phải là những gì chúng tôi đã ký kết, nhưng là phản ứng của chúng tôi nếu Bắc Việt tái gây hấn ở miền Nam. Thiệu tin Hoa Kỳ đã tự lĩnh nhận trọng trách và ký riêng với Việt Nam Cộng Hòa một mật ước. Theo đó, chính Hoa Kỳ sẽ làm giám sát viên cuối cùng của cuộc đình chiến này vậy. Hồ sơ mật Dinh Độc Lập, chương 10. San Clemente và Watergate. Phó Tổng thống Agnew tới viếng Sài Gòn ngay sau khi ký kết Hiệp định Paris như Nixon đã hứa, nhưng ông ta chỉ cam kết một phần những lời hứa hẹn của Nixon mà thôi. Nhắc lại rằng trong lá thư gửi Thiệu ngày 17 tháng Giêng 1973, Nixon nói sẽ gửi PTT Agnew sang Sài Gòn để công khai hóa những cam kết của Hoa Kỳ, gồm 3 điều. Một là Hoa Kỳ công nhận chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là chính phủ duy nhất hợp pháp tại miền Nam Việt Nam. Thứ hai, Hoa Kỳ không chấp nhận bất cứ một quân đội ngoại quốc nào ở lại miền Nam Việt Nam. Và điều ba, quan trọng hơn hết, Hoa Kỳ sẽ phản ứng mãnh liệt nếu có vi phạm đình chiến. Ngoài ra, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục viện trợ quân sự và kinh tế cho Việt Nam Cộng Hòa.
Khi đến phi trường Tân Sơn Nhất, ngày 30 tháng Giêng 1973, Agnew nhắc lại việc Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng đã cẩn thận tránh nói đến phản ứng của Hoa Kỳ một khi Bắc Việt tiếp tục gây hấn. Agnew ba hoa về những cam kết tổng quát của Hoa Kỳ và hết lòng tán dương Thiệu, nhưng cả ngoài công khai lẫn trong những buổi họp riêng đã không đả động đến mối quan tâm hay phản ứng của Hoa Kỳ đối với việc tái gây hấn của Bắc Việt. Agnew chỉ nói đến những điểm đã được Kissinger và Bộ Tham mưu soạn sẵn để tránh tuyên bố công khai về việc tái dội bom trong trường hợp Bắc Việt vi phạm đình chiến. Trên thực tế, chỉ trong một tuần lễ sau ngày đình chiến, Bắc Việt đã trắng trợn vi phạm bằng cách đưa quân và tiếp liệu vào miền Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh. Không ảnh và điện tín khẩn của đệ thất không đoàn của tướng John Vaux đã tới tấp gửi về Washington từ căn cứ Nakhon Phanom, Thái Lan. Thiệu kể lại, khi Agnew tới, ông ta chỉ nói đến hai điều cam kết đầu mà không đả động đến điều ba là điều quan trọng nhất. Tôi đã bắt đầu nghi ngờ Hoa Kỳ từ lúc đó. Thiệu muốn gặp Nixon ngay để buộc ông này phải công bố những bảo đảm của Hoa Kỳ như đã hứa trong những bức mật thư gửi cho ông. Thiệu biết phải tìm cách huy động sự ủng hộ của Hoa Kỳ sau khi bản hiệp định đã được ký kết. John Necropole, cố vấn của Kissinger về vấn đề Việt Nam, tháp tùng Agnew qua Sài Gòn. Trong một buổi họp, Necropole kéo Nhã ra ngoài nói nhỏ: "Tôi lấy làm tiếc vì những điều xảy ra mấy tháng trước đây. Chúng tôi biết không thể gây áp lực với các ông được và bây giờ phải làm tất cả những gì có thể làm được để giữ lời hứa." Tiếp tục công việc chống đối với phong trào phản chiến Mỹ, Hưng viết một phiếu trình dài gửi Tổng thống Thiệu, nêu lên tầm quan trọng của việc phải gây thiện cảm với dư luận và báo chí Hoa Kỳ sau khi Hoa Kỳ đã rút hết quân ra khỏi miền Nam. Anh cũng báo động cho Thiệu biết rằng sự ủng hộ của Việt Nam Cộng Hòa ở Hoa Kỳ đang nhạt dần, nhất là khi tù binh Mỹ được thả. Hưng đề nghị lập một phòng thông tin ở Washington để trình bày quan điểm của Việt Nam Cộng Hòa. Anh cũng giải thích rằng, phần đông người Hoa Kỳ coi Mặt trận Giải phóng và chính phủ cách mạng lâm thời của Việt Cộng như là một phong trào thuần túy miền Nam, chứ không phải bù nhìn của Hà Nội. Đa số người Hoa Kỳ coi chiến tranh Việt Nam là một cuộc nội chiến, chứ không phải là cuộc xâm lăng từ ngoài vào. Do đó, họ cho giải pháp liên hiệp là giải pháp công bằng nhất để giải quyết những dị biệt của đôi bên. Hưng lý luận, nếu Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ở Mỹ liên hiệp với nhau về một vấn đề chia rẽ nội bộ thì là một điều tốt. Dân chúng Hoa Kỳ không hiểu rằng ở Việt Nam, liên hiệp với Cộng sản là một bản án tử hình. Hưng cũng nhắc Thiệu rằng, Hồ Chí Minh tuy đã chết từ năm 1969, vẫn còn được nhiều người Mỹ coi như một lãnh tụ quốc gia sau thời hậu chiến, chứ không phải là một lãnh tụ Cộng sản với âm mưu thôn tính Đông Dương. Quan điểm của Mỹ là muốn thấy Việt Nam trở thành một quốc gia theo kiểu Yugoslavia và Hồ được ví như thống chế Tito của Nam Tư, một lãnh tụ Cộng sản có tinh thần độc lập. Ngay sau khi Hồ chết, người ta vẫn cho rằng Bắc Việt sẽ giữ được thế quân bình giữa Nga Xô và Trung Cộng. Hưng cũng nhắc cho Thiệu nhớ rằng, ở Hoa Kỳ, công luận là quyền hành của nhân dân. Công luận có thể làm thay đổi chính sách quốc gia. Ta không thể để dư luận hiểu lầm mãi về vấn đề Việt Nam. Nếu để vậy, kể là mất hết. Thiệu đồng ý cho Hưng lựa chọn nhân viên và địa điểm để thành lập một phòng thông tin của Việt Nam Cộng Hòa tại Washington và điều hành cơ quan này với hàng phó đại sứ. Hưng tiến hành chương trình đã định như thuyết trình và tranh luận với giới đại học và báo chí, đưa ra những lập luận bác bỏ những phê bình không có lợi cho Việt Nam Cộng Hòa. Văn phòng này đặt ở Roslyn, Virginia, trông ra phía sông Potomac và đài kỷ niệm Lincoln. Ưu tiên số một của Hưng lúc bấy giờ là thách thức nhóm phản chiến đang rêu rao rằng chiến tranh Việt Nam là một cuộc nội chiến và Mặt trận Giải phóng là phong trào thuần túy Việt Nam và độc lập đối với Bắc Việt. Một tháng sau khi ký hiệp định, Hưng hay tin ông Thiệu sắp sang Hoa Kỳ để gặp Nixon, và Hưng có dịp gặp ông ta. Phần thưởng thực sự của Thiệu khi bằng lòng ký bản hiệp định là lời hứa của Nixon mời Thiệu sang San Clemente
để có dịp công khai công nhận sự hợp tác và cam kết của Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa. Lời hứa đã lâu, nhưng Thiệu chính thức được mời vào ngày 3 tháng 4. Thiệu ra chỉ thị cho Tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa phải coi chuyến công du này thật quan trọng. Thiệu cử một phái đoàn tiền phong sang Washington để hoạch định chương trình cho ông ở San Clemente và thủ đô Washington. Hàng không Việt Nam phải thuê một chiếc máy bay Boeing 707 của Pan American, sơn cờ Việt Nam, để tăng gia uy tín và chủ quyền quốc gia. Hưng thắc mắc tại sao ông Thiệu đã đi gặp Nixon ở San Clemente thay vì Washington. Quốc khách phải đến thủ đô, nhưng Thiệu sau khi lưỡng lự đã cho rằng việc gặp được Nixon mới là chính yếu. Khi đại sứ Bunker đến gặp Thiệu với đề nghị coi San Clemente là nơi thăm viếng chính thức, Thiệu lúc đầu từ chối. Là nguyên thủ quốc gia, ông ta muốn thăm viếng Hoa Kỳ với đầy đủ nghi lễ quốc khách, chứ không muốn chỉ coi đây là một hội nghị thượng đỉnh hay cuộc thăm viếng có tính cách riêng tư. Nghi lễ quốc khách rất phức tạp. Tiện nghi ở San Clemente không cách gì bằng thủ đô được. Thiệu sẽ không được đón tiếp trọng thể như ở Washington. Tuy nhiên, đại sứ Phượng cũng điều đình để Tổng thống Thiệu được đón tiếp như một vị quốc khách ở San Clemente. Một hàng dàn danh dự thủy quân lục chiến đón chào khi Thiệu tới. Bữa tiệc cho Nixon khoản đãi ở tư dinh Casa Pacifica được coi là quốc tiệc, mặc dầu chỉ vẻn vẹn có 12 người tham dự. Lý do đưa ra là không đủ chỗ ngồi. Phái đoàn Việt Nam muốn khoản đãi lại bữa tiệc ở khách sạn Century Plaza tại Los Angeles, nhưng bị từ chối vì lý do an ninh. Thực ra, Kissinger có viết trong hồi ký của ông là trên thực tế, họ sợ biểu tình và không đủ số người dự tiệc. Khi ngày thăm viếng cận kề, vụ Watergate vỡ lở lớn hơn. Washington tăng gia bối rối vì phát giác có nhiều nhân vật cao cấp trong chính quyền nhúng tay vào việc che chở cho vụ ăn cắp tài liệu của Hội đồng Trung ương, Đảng Dân Chủ ở khách sạn Watergate. Ngày 29 tháng 3, Nixon buộc phải bãi bỏ đặc quyền hành pháp cho vụ điều tra này. Tối hôm đó, Nixon lên đài truyền hình ngỏ lời đoán mừng toán tù binh Mỹ cuối cùng được thả về. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm không còn bóng dáng người lính Mỹ trên dải đất Việt Nam. Vấn đề hơn 2.000 người Mỹ mất tích ở Đông Dương vẫn chưa giải quyết xong. Cùng dịp đó, Nixon khuyến cáo Bắc Việt về những vụ vi phạm nhưng tuyệt nhiên không đả động đến việc trả đũa. Ngày hôm sau, trước khi Nixon rời Washington đi San Clemente, phát ngôn viên Ziegler công bố danh sách những nhân vật tòa bạch ốc sẵn sàng cộng tác trong vụ điều tra Watergate nếu được gọi tới. Chuyến công du của Thiệu có thể được ví như một đoạn phim ngừng lại giây lát trước khi những biến cố chính xảy ra. Những xúc động vì cuộc chiến tranh Việt Nam chưa dịu xuống hẳn lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn vì vụ Watergate. Chuyến viếng thăm của Thiệu chỉ làm Nixon bối rối thêm. Trong cuốn hồi ký, Nixon chỉ ghi cuộc thăm viếng này vỏn vẹn có 8 dòng, ghi nhận mối quan tâm của Thiệu về những vi phạm trắng trợn của Cộng sản. Ông viết, tôi chia sẻ hoàn toàn với ông Thiệu về mối lo ngại đó, và tôi cam đoan với ông là chúng ta sẽ không tha thứ mọi hành động đe dọa Việt Nam Cộng Hòa. Ông ta ngỏ ý biết ơn, và tôi biết là ông ta lo ngại vụ Watergate sẽ không cho tôi hành động đắc lực ở ngoại quốc nữa. Lễ đón tiếp Thiệu được diễn ra trong khu vực biệt lập của tư dinh Casa Pacifica. An ninh được bảo đảm chu toàn vì tư dinh của Nixon cách xa lộ chính và chỉ có một ngã đi vào đã được canh phòng cẩn mật. 2 giờ đồng hồ sau khi Thiệu đến San Clemente, Ziegler và Haldeman nói với Nhã là sẽ không có bản tuyên cáo chung giữa Thiệu và Nixon. Nhã nói lại cho Thiệu biết, ông nổi giận. Họ đối xử với đồng minh như vậy hả? Nói với họ, Moa sẵn sàng trở về Sài Gòn và chuẩn bị phi cơ đi. Kissinger được thông báo về vụ đổ bể này và quả quyết với Nhã đó chỉ là sự hiểu lầm. Sẽ có bản tuyên cáo chung. Ngay buổi chiều hôm Thiệu tới, Nixon mở buổi tiếp tân quanh hồ bơi tại tư dinh. Khi khách tới đông đủ, Kissinger nhìn thấy Nhã, kéo Nhã ra một bên để nói chuyện. Sau lời chào hỏi, nụ cười của Kissinger biến mất trên môi, nhìn thẳng vào mắt Nhã và nói, quá khứ đã ở sau lưng chúng ta. Tôi thấy rằng trong việc điều đình với Bắc Việt,
tôi đi quá nhanh và đó là một sự nhầm lẫn. Nhã ngạc nhiên vì lời nói mềm dẻo của Kissinger sau nhiều lần gặp gỡ gay go ở Sài Gòn. Ngã trả lời, tôi có thể có một số tiền lớn lao nếu tôi tiết lộ cho báo chí biết rằng Kissinger đã làm lỗi lầm hồi tháng 10 năm ngoái. Kissinger cười lớn, tôi biết là ông sẽ không làm như vậy. Kissinger có vẻ đã thay đổi. Tất cả những vẻ ác cảm, phẫn nộ trong những lần họp ở Sài Gòn hồi tháng 10 năm ngoái hình như đã biến mất. Ông Thiệu đã chịu ký vào bản hiệp định. Và bây giờ, Kissinger chỉ muốn buổi họp giữa Nixon và Thiệu được êm đẹp. Trong buổi tiếp tân, Thiệu và Ngoại trưởng William Rogers đang trò chuyện thì Kissinger đến. Rogers nói đùa. Bây giờ thì bản hiệp định đã ký rồi. Anh Henry có thể lại hôn một người đàn bà nổi tiếng giữa ở Paris, bà Bình đó. Roger muốn nói đến Nguyễn Thị Bình, người đàn bà ngoại trưởng ương ngạnh của chính phủ cách mạng lâm thời Việt Cộng. Kissinger biến sắc mặt, lẳng lặng quay đi. Trong bữa cơm chiều, ông Thiệu cố nhá miếng bít tết dày cộm khó tiêu, nhưng cũng cố ăn hết để khỏi phụ lòng chủ nhân. Về sau này, Thiệu nghe được chuyện Nixon bị báo chí chỉ trích vì đãi Thiệu bít tết, trong khi giá thịt bò leo thang. Thiệu phàn nàn riêng với những người thân cận về bữa ăn, và nói rằng ông ta muốn ăn cá chứ đâu muốn ăn thịt, mà rồi còn bị chỉ trích. Tuy nhiên, phái đoàn tiên phong của Sài Gòn đã không được hỏi ý kiến trước về thực đơn trong bữa tiệc. Về sau có câu chuyện khôi hài đen về bữa ăn này là Nixon vừa mới ra lệnh không cho lên giá thịt, thì lại bắt Thiệu ăn một bữa cơm thịt đắt tiền mà không đếm xỉa gì đến khẩu vị của ông này cả. Một lần nữa, chứng tỏ người Hoa Kỳ muốn làm gì thì cứ làm. Đây là câu chuyện nhỏ nhặt, nhưng cũng làm cho Thiệu phiền lòng không ít. Trong những buổi họp riêng, Nixon nhắc lại những lời cam kết trong thư và hứa hẹn về phản ứng của Hoa Kỳ một khi bản hiệp định bị vi phạm. Ông cựu đại sứ Bùi Diễm, người có mặt ở San Clemente, có nhớ lại lời nói của Nixon hồi đó. Bản tuyên cáo chung sau lần họp này nhấn mạnh đến viện trợ của Hoa Kỳ và phát triển kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa và chỉ nói là sẽ phản ứng mạnh mẽ, chống vi phạm đình chiến. Chữ phản ứng, reaction, có thể hiểu là phản ứng ngoại giao, bằng lời nói, v.v. Nixon đã không nhắc đến một cách công khai những lời lẽ đã viết trong hai lá thư ngày 14 tháng 1, 1972 và ngày 5 tháng Giêng 1973, cam kết Hoa Kỳ sẽ mang toàn lực trả đũa một cách mau lẹ và ác liệt. Thiệu không hiểu nổi tầm quan trọng của vụ Watergate vì ông ta cho rằng đó là những vấn đề nhỏ nhoi, không thể vì đó mà Nixon từ chức được. Thiệu tuy lo ngại, nhưng vẫn tin tưởng. Ông ta kể như sau. Lẽ dĩ nhiên là ông Nixon có lời cam kết với tôi và có tuyên cáo chung. Nhưng trong những buổi họp, ông ta có vẻ lo ngại và lơ là. Tôi cho là vì Tổng thống Hoa Kỳ có toàn quyền sử dụng không lực để làm tròn những cam kết của Hoa Kỳ. Đó là điều tối thiểu tôi yêu cầu và là điều dễ làm nhất cho Nixon. Luật quyền lâm chiến là cấm dội bom mãi sau này mới có. Nếu nó có trước thì tôi đã nghi ngờ lời hứa hẹn của Nixon. Tôi chỉ yêu cầu những điều tối thiểu chứ không đòi hỏi Hoa Kỳ phải dội bom nguyên tử xuống Hà Nội. Điểm đặc biệt của tầm của lần viếng thăm này là buổi tiếp tân của Ronald Reagan, thống đốc California, ở khách sạn Beverly Wilshire. Ông Thiệu tiếp đãi Reagan nồng hậu khi ông này thăm viếng Sài Gòn. Ông Thiệu tặng Reagan một cái ngà voi và nói đùa với Reagan là một ngày nào đó Reagan sẽ lên voi. Mặc dầu hồi đó Thiệu không ngờ Reagan có thể lên nắm ghế Tổng thống Hoa Kỳ. Nixon và Kissinger có vẻ mập mờ và ngượng ngập. Còn Reagan thì vồn vã và thẳng thắn. Thiệu nhớ lại, tôi cảm thấy ông ta thành thật và có thiện cảm với Việt Nam Cộng Hòa. Buổi tiệc hôm đó, có mặt hai tài tử Sasha Gabor và John Wayne. John Wayne có cảm tình ngay với Thiệu và cố làm cho ông này dễ chịu, mặc dầu biểu tình phản chiến ở ngay trước cửa khách sạn. John Wayne vừa nói đùa với ông Thiệu, vừa lấy tay làm cử chỉ như người nắm lấy hai tên biểu tình, giơ cao lên và đập đầu vào nhau. Ông có biết tôi sẽ làm gì không? Tôi sẽ tóm cổ tụi nó và xách đi như ở trong phim cine vậy.
Sau buổi họp riêng, Thiệu nhắc lại những lời hứa hẹn của Nixon với những cố vấn thân cận. Ông nhắc lại lời hứa của Nixon và nói, họ sẽ bay từ ngã Thái Lan qua và tấn công Cộng sản. Mặc dầu những hứa hẹn và bề ngoài có vẻ đoàn kết, bản tuyên cáo chung của Nixon và Thiệu vẫn có vẻ bối rối. Nhã hồi tưởng lại, chúng tôi phải chiến đấu từng gang tấc cho bản tuyên cáo này. John Horish thuộc Bộ Tham mưu Hội đồng Cố vấn An ninh và H.R. Haldeman cố gắng thuyết phục Việt Nam Cộng Hòa một vài chi tiết về việc viện trợ kinh tế. Họ cho rằng Tổng thống Hoa Kỳ không thể đặt Quốc hội trước những việc đã rồi được. Nhưng bên phía Việt Nam Cộng Hòa muốn Nixon phải hứa hẹn trước. Cuối cùng, còn vài phút trước khi trình bày với báo chí, phía Hoa Kỳ nhượng bộ. Đến giờ ông Thiệu khởi hành đi Washington, Nixon đưa tiễn ra sân bay trực thăng để ra phi trường. Thiệu nhớ lại hôm đó, hồn vía Nixon như để ở đâu đâu. Trực thăng vừa cất cánh, Nixon đã quay gót trở lại và vội vã đi vào nhà. Thiệu nhớ lại những lần trước gặp Nixon ở Sài Gòn, năm 1969, hoặc ở Midway, lễ nghi tiễn biệt dài lê thê. Trên máy bay đi Washington, Thiệu có vẻ hài lòng về cuộc thăm viếng St. Clement. Lộ vẻ vui mừng nhất là khi trưởng ban nghi lễ Henry Cato rót champagne và tặng bánh sinh nhật cho Thiệu. Thiệu được Phó Tổng thống Agnew đón tiếp ở phi trường Andrew. Chỉ có một nhân viên chính phủ là Tổng trưởng Lao động tháp tùng Agnew. Ai cũng tìm cớ thoái thác. Kissinger mô tả buổi thăm viếng của Thiệu như sau. Buổi lễ chẳng có gì đáng hãnh diện cả. Đó là một kinh nghiệm thật sượng sùng. Thiệu được mời ngủ tại Blair House, tòa đại sứ Việt Nam mở tiếp tân trọng thể ở Washington Hilton. Tổng trưởng Tài chánh Hà Xuân Trừng trình bày những vấn đề kinh tế cho Hưng nghe. Thiệu có mang theo một mớ những bài nghiên cứu và mô thức kinh tế để chứng tỏ rằng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng sẵn sàng tổ chức thiết kế những chương trình kinh tế, cải cách thuế khóa, xuất cảng, lao động, vân vân. Dự phóng đến 1980 sẽ tiết giảm viện trợ kinh tế Hoa Kỳ xuống 100 triệu mỗi năm. Hưng cảm thấy khích lệ vì những chương trình này và tự hỏi biết đâu hội nghị St. Clement chẳng mở đầu cho một kỷ nguyên mới. Hưng nóng lòng gặp Thiệu để dò phản ứng về buổi gặp gỡ với Nixon. Anh gặp Thiệu trong buổi tiếp tân của tòa đại sứ. Thiệu đón tiếp vồn vã và nói muốn gặp Hưng. Nhưng anh đợi mãi, không thấy có điện thoại. Cho đến ngày cuối cùng, vẫn không nhận được tin tức gì. Hưng tỉnh dậy lúc nửa đêm, nghĩ rằng có lẽ ông Tổng thống quá bận, không tiếp được mình. Và hôm sau, ông đã phải lên đường trở về nước. Sáng hôm sau, Hưng dậy chạy bộ như thường lệ. 7:30 sáng, sau bữa điểm tâm, anh mang con đi gửi trước khi đi làm. Ra tới xe, anh lại quên chìa khóa. Lúc chạy vô nhà lấy chìa khóa, thì anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Người sĩ quan, tùy viên của ông Thiệu nói, Tổng thống muốn gặp ông hồi 7:45 tại Blair House. Trước cảnh kẹt xe, anh đi gửi con và chạy đến Blair House ngay, may mà đúng giờ hẹn. Anh được dẫn lên lầu 2, Thiệu đang ngồi uống trà ở bên cạnh lò sưởi. Ông ta có vẻ bình tĩnh và suy tư. Hưng chưa gặp Thiệu riêng kể từ khi công cuộc tranh đấu cho bản Hiệp định Paris bị thất bại. Hai người bàn về ý định của Hoa Kỳ và tương lai của Việt Nam Cộng Hòa trong bầu không khí xúc động. Thiệu cho biết, sở dĩ ông chưa chấp nhận ngân quỹ cho phòng thông tin ở Washington vì Bộ Thông tin, Ngoại giao và Văn phòng Thủ tướng đang tranh nhau quyền kiểm soát cơ quan này. Thiệu hay có tính chần chừ mỗi khi gặp phải những tranh chấp trong nội bộ. Thiệu cảm ơn Hưng về công tác đối ngoại ở Washington. Thiệu hỏi Hưng đã nghe bản tuyên cáo chưa? Hưng gật đầu. Thiệu lắc đầu suy tư, tỏ vẻ không mấy hài lòng về hứa hẹn của Hoa Kỳ trong vấn đề viện trợ kinh tế và quân sự. Thiệu nói, đã đến lúc phải Việt Nam hóa cả về kinh tế nữa. Hưng hỏi, tương lai của chúng ta sẽ ra sao? Thiệu đáp, tình thế khó khăn nhưng cũng chưa hẳn là tuyệt vọng. Anh có thể làm gì giúp được không? Hưng đáp, thưa Tổng thống, mặt trận Washington sẽ quan trọng vô cùng cho chúng ta trong những năm sắp tới. Tôi nhận thấy có hai trường hợp. Một là Cộng sản sẽ buộc ta phải liên hiệp. Hai là chúng sẽ tấn công, lấy cớ là ta vi phạm đình chiến.
và lần này thì không có quân đội Hoa Kỳ ở bên cạnh nữa. Dù trong trường hợp nào, thì dư luận Hoa Kỳ cũng quan trọng cho việc chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa. Và hiện giờ sự ủng hộ này có vẻ lung lay. Dân chúng Hoa Kỳ rất nhạy cảm về hành động của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, nhất là vấn đề tù nhân chính trị và vụ chuồng cọp ở Côn Sơn. Hai vấn đề sôi động lúc này, ta chưa bao giờ giải thích cho đúng cách cả. Thiệu giải thích những chuồng cọp ở Côn Sơn là do Pháp xây lên từ nửa thế kỷ nay để giam những phạm nhân trọng tội. Khi nào trở về Việt Nam, anh đến xem tận mắt để so sánh những lời tố cáo của tội phản chiến ở đây. Côn Sơn không phải chỉ là nơi giam giữ tụi cộng sản khủng bố, mà còn cả những tù nhân phạm pháp chung thân nữa. Ngoại trừ những trường hợp giam riêng, tù nhân có quyền làm đồ thủ công nghệ và ban ngày có thể ra khỏi hầm giam. Hưng hứa sẽ có ngày đi thăm, nhưng việc tức thời phải làm lúc này là trả lời về vụ tù nhân đối lập chính trị dính líu đến chuồng cọp đang được thổi phồng lên. Thiệu phàn nàn về những phong trào phản chiến ở Mỹ đã lầm lẫn những tên cộng sản khủng bố phá hoại với tù nhân chính trị. Ta không bỏ tù những người chống đối chính phủ, nhưng anh biết là mình phải giam bọn tình nghi Việt Cộng. Chúng ta ở trong thời chiến, ta không thể để bọn khủng bố chạy rong được. Chúng là tù nhân chiến tranh. Hưng hiểu vấn đề, nhưng khó mà cãi với báo chí và bọn sinh viên ở đại học được. Hưng đã nói chuyện với viên chức chính phủ Việt Nam về chương trình Phượng Hoàng có mục đích tiêu diệt hạ tầng cộng sản ở địa phương. Nhưng đôi khi cán bộ địa phương đã quá tay và nhiều người vô tội đã bị giết hoặc bị cầm tù. Bắc Việt đã nêu vấn đề tù nhân chính trị một cách hữu hiệu trong chiến dịch tuyên truyền của họ để phá ngầm chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Tháng Chạp 1971, tờ Vietnam Courier phát hành ở Hà Nội quả quyết rằng hơn 200.000 người miền Nam ái quốc đã bị chết dần trong khám. Sau khi ký Hiệp định Paris năm 1973, Nguyễn Khắc Viên, chủ bút tờ báo này, đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn là đã có 300.000 tù nhân chính trị ở miền Nam. Ở Sài Gòn, cha Chân Tính, người tu sĩ Công giáo theo phe tả, hoạt động trong địa bàn, từ chống đối công khai đến cách mạng ngấm ngầm, quả quyết là có 202.000 tù nhân chính trị. Arno Isaac, người luôn luôn chỉ trích chính phủ Thiệu nặng nề, cho rằng con số 200.000 chưa bao giờ được kiểm tra bằng những cuộc điều tra đứng đắn, nhưng đã được Hội Ân Xá Quốc tế và các nhóm nhân quyền và phản chiến ở Hoa Kỳ và Âu Châu nhắc đến luôn. Hưng trình bày với Thiệu rằng Bắc Việt đã vô cùng khéo léo, dựng lên một vấn đề như một nguyền rủa cho những giá trị nhân quyền và tự do căn bản của người Mỹ. Dân chúng Hoa Kỳ không hiểu rằng Việt Cộng không phải là một đảng phái chính trị đối lập, mà chỉ là một công cụ võ trang của Bắc Việt. Tháng Chạp 1960, Bắc Việt thành lập Mặt trận Giải phóng miền Nam. Chúng đã thành công trong việc làm cho mặt trận này có vẻ như là một phong trào thuần túy miền Nam. Phong trào đó có bao gồm luật sư, bác sĩ và giới trí thức chống đối ông Diệm và sau này chống đối ông Thiệu. Một số những người này chỉ vì ngây thơ nên cho rằng họ là thành phần của một mặt trận dân tộc đoàn kết không cộng sản, thường gọi là lực lượng thứ ba. Nhưng trên thực tế, họ hoàn toàn bị chi phối bởi Hà Nội. Khi Bắc Việt chiếm được miền Nam, chính phủ cách mạng lâm thời thoát thai từ mặt trận giải phóng miền Nam bị giải tán trong vòng 6 tháng. Hưng nói với ông Thiệu rằng, mặc dù mặt trận giải phóng là con cờ của Hà Nội, nhưng ở Hoa Kỳ, nó vẫn được coi là một đoàn thể chống đối chính trị hợp pháp. Do đó, khi một tên Việt Cộng bị bắt, dưới con mắt thế giới, hắn là một tù nhân chính trị. Đối với Việt Nam Cộng Hòa, vì hiến pháp đã đặt đảng Cộng sản ra ngoài pháp luật, nên tên Việt Cộng đó là một tội phạm. Trên dư luận quốc tế, vấn đề tù nhân chính trị đã được Bắc Việt nêu lên để gán tội cho Thiệu là một tay độc tài áp chế. Đối với người Việt, chuồng cọp gợi lại trong ký ức những năm sống dưới chế độ thuộc địa, Côn Sơn là nơi ngục tù của kháng chiến quân chống Pháp. Đó là đề tài những bài ca mà Má Hưng đã hát hồi 1945 khi Việt Minh lên nắm chính quyền. Kìa xa xa nơi côn đảo ơ hờ, sóng nước muôn trùng. Câu ca nói tới đoàn tù bị xiềng đem lên tàu ra đảo.
Họ nhìn theo những đàn chim bay về cố hương và ước mong được như chúng bay trở về với tự do. Đoàn tù nhắm đàn chim mang thông điệp đến nhân dân. Hưng nhận thấy rằng, trong thời kỳ đình chiến, Bắc Việt đã hết sức khai thác vấn đề tù nhân chính trị. Hưng trình bày với ông Thiệu một kế hoạch để đả phá luận điệu đó qua phòng thông tin của Việt Nam Cộng Hòa ở Washington. Lúc trước, Thiệu đã đồng ý, nhưng này ông lại đề nghị Hưng có thể làm việc đó ở Sài Gòn và đồng thời giúp vào việc tái thiết kinh tế ở quê nhà. Về Sài Gòn có nghĩa là phải bỏ gia đình ở lại Washington và về làm việc một mình. Ngay lúc đó, người sĩ quan tùy viên vào nhắc ông Thiệu về việc ăn điểm tâm với báo chí và chuẩn bị lên đường. Thiệu nói, tôi phải lên đường đi Âu Châu ngay, nhưng khi về tới Sài Gòn, tôi sẽ mời anh về để tham khảo ý kiến và bàn luận vấn đề này sau. Khi Hưng trở lại chỗ đậu xe, xe vẫn còn đó, không bị kéo đi và cũng không có giấy phạt, mặc dầu xe đậu trái phép. Anh cho đó là một điềm lành. Đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng qua anh cảm thấy dễ chịu. Vẻ quả quyết của ông Thiệu làm anh lên tinh thần. Thiệu đã không có vẻ tuyệt vọng như anh đoán. Hưng nghĩ thầm, nếu ông ta không tuyệt vọng, tại sao mình lại tuyệt vọng? Thiệu tiếp các nhà báo và phóng viên ngoại giao ở phòng ăn điểm tâm Blair House. Luật chung là nhà báo có thể viết phỏng theo, chứ không được dẫn chứng thẳng những lời tuyên bố của ông Thiệu. Đại khái thông điệp của ông Thiệu như sau. Ngày nào quân Bắc Việt ở Lào và Campuchia tiếp tục vi phạm thỏa ước đình chiến và không chịu triệt thoái, Hoa Kỳ nên tiếp tục dội bom. Ông Thiệu mặc bộ đồ xám nhạt, sơ mi trắng, cà vạt lụa sọc, trông có vẻ đúng nghi thức, vẻ mặt bình tĩnh. Ông cho biết quân đội Việt Nam Cộng Hòa đủ mạnh để chặn đường tiếp vận của chúng từ Bắc vô Nam. Sài Gòn có thể đảm trách công việc còn lại được. Thiệu không đòi hỏi binh sĩ hay không lực Hoa Kỳ phải chiến đấu trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng ông hy vọng Hoa Kỳ sẽ dội bom đường tiếp vận ở Lào và Campuchia để Cộng sản không có cơ hội mở cuộc tổng tấn công ở miền Nam Việt Nam. Ông Thiệu cho biết ông có thể chặn Cộng sản ở trong nước, nhưng không thể cầm chân chúng ở Lào và Campuchia nếu không có sự yểm trợ của không lực Hoa Kỳ. Thiệu đã cẩn thận không gài Nixon vào một hành động nào. Ông cũng cho biết thêm là giữa ông và Tổng thống Nixon chưa có sự thỏa thuận trong trường hợp nào khi cần đến không trợ Hoa Kỳ. Ông Thiệu nhấn mạnh vào việc viện trợ kinh tế Hoa Kỳ. Từ con số hơn 1 tỷ đô la năm 1975, viện trợ sẽ giảm xuống tới 100 triệu vào năm 1980. Ông trình bày chương trình kinh tế tự cường của Việt Nam Cộng Hòa một cách lạc quan và cho rằng viện trợ Hoa Kỳ sẽ chấm dứt sau 1980. Nhưng khi cuộc thảo luận đi vào chi tiết của chương trình phát triển kinh tế dài hạn vượt khỏi ngân quỹ quốc gia, Thiệu trở nên mập mờ. Rõ ràng là ông ta chưa nhận được cam kết chắc chắn của Nixon hay của Ngân hàng Quốc tế. Cảm tưởng chung mà ông Thiệu muốn gieo vào đầu báo chí là Việt Nam Cộng Hòa mạnh hơn Cộng sản và Cộng sản đã mắc lầy trong cuộc thương thuyết giữa hai phe ở Paris. Ông ta muốn tổ chức bầu cử ở miền Nam Việt Nam nội trong 2 hoặc 3 tháng, nhưng Cộng sản từ chối, không muốn thảo luận chi tiết ở Paris. Ông cho biết, với viện trợ kinh tế Mỹ tiếp tục, ông không phải chia quyền với Cộng sản. Bắc Việt đang ra sức củng cố vị trí ở Lào và Campuchia ngay khi Hoa Kỳ rút khỏi miền Nam Việt Nam. Đó là một cuộc họp báo gọi là thành công. Thiệu không chịu nhường bước nào. Ông không chịu chia quyền với chính phủ cách mạng lâm thời của Việt Cộng và tìm cách mở rộng cơ sở chính trị cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Khi được hỏi về vai trò của Xô Viết và Trung Cộng, ông ta nói Kissinger am hiểu vấn đề này hơn. Thiệu được Kissinger cho biết là cả Xô Viết lẫn Trung Cộng đều không khuyến khích Bắc Việt theo đuổi mục tiêu ở miền Nam và sẽ không tiếp tế vũ khí cho chúng. Thiệu giải thích, chúng tôi không có gậy mà cũng không có cà rốt. Hoa Kỳ họa chăng có ảnh hưởng đối với họ. Dưới nhãn quan của ông, Bắc Việt là một tín đồ tôn sùng chủ nghĩa cộng sản nhất thế giới, hơn cả Nga, hơn cả Tàu, hơn cả Cộng sản chính tông. Chỉ có Hoa Kỳ mới có thể duy trì bản Hiệp định Paris mà thôi. Hoa Kỳ phải bắt buộc Cộng sản tôn trọng Hiệp định này. Sự tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa tùy thuộc vào viện trợ kinh tế của Hoa Kỳ và sự dội bom của Hoa Kỳ để ngăn làn sóng xâm lăng của địch.
điều mà ông Thiệu không nói với báo chí, và cũng do lời yêu cầu của Nixon là tuy rằng đã có hiệp định đình chiến, Bộ Chỉ huy Không đoàn 7 Hoa Kỳ ở Nakhon Phanom, Thái Lan vẫn cứ tiếp tục cập nhật hóa những mục tiêu oanh tạc, cơ sở tiếp liệu của Bắc Việt. Tướng Tư lệnh John Bull lại được phép của Bộ Tổng Tham mưu liên quân đi thăm các tướng tư lệnh vùng của Việt Nam thường xuyên. Ông trình là: mối lo ngại của tôi là đường mòn Hồ Chí Minh đã được sử dụng với một nhịp độ càng ngày càng gia tăng. Sau khi Hoa Kỳ chấm dứt hành động chiến tranh ở Lào và chấm dứt dội bom con đường tiếp vận này, hàng trăm xe vận tải chen nhau chạy trên trục này. Tôi đã gửi những không ảnh thám sát và công điện khẩn về Washington, nhưng không nhận được hồi âm. Lý do là ở tại Washington, không có ai muốn nghĩ đến chuyện tái oanh tạc cả. Tướng John Vo báo cáo lên theo hệ thống quân giai, và cuối cùng ông được đại sứ Martin cho hay là ông không được phép đi thăm các tư lệnh vùng của Việt Nam nữa. Tướng Vo cho biết vào mùa hè 1973, đại sứ Martin nói với ông: tôi không nghĩ rằng sự hiện diện của một vị tướng 4 sao, người phụ trách chiến dịch không tạc của chiến trường này, có lợi cho việc ổn định tình hình tại đây. Do đó, ông chỉ được trở lại xứ này nếu có lệnh của tôi. Vô tiếp tục mời các tướng lãnh Việt Nam sang gặp ông ở Tổng hành dinh Thái Lan để cập nhật hóa tình hình và trấn an phía Việt Nam là Vô còn ở đây và kế hoạch dội bom vẫn được tu chỉnh hàng ngày và sẵn sàng đem ra thi hành khi cần. Một trong những người hay được mời đi đến Tổng hành dinh của tướng Vô là tướng trưởng. Tất cả những tư lệnh vùng khi thấy Vô nói thế đều tin tưởng là Mỹ vẫn còn sẵn sàng yểm trợ Việt Nam Cộng Hòa bằng không lực. Tuy ông Thiệu bắt đầu nhận thấy rằng sự ủng hộ cho Việt Nam Cộng Hòa ở Hoa Kỳ đã phai nhạt dần vì sự chán ngán chiến tranh là hậu quả của Watergate, nhưng trong thâm tâm, ông vẫn tin rằng cho dù dư luận có chống đối đến đâu, một người Tổng thống Hoa Kỳ vẫn có thể tìm cách qua mặt Quốc hội. Sau này, Thiệu nói riêng với Hưng là lúc đó ông ta cảm thấy Nixon có thể vượt qua được những khó khăn và sẽ giữ lời hứa. Hành động của năm vị tổng thống kế tiếp chứng tỏ rằng Hoa Kỳ nói và giữ lời hứa. Ngày sau cuộc đại biểu tình ngày 15/1969, quy tập cả nửa triệu người để chống chiến tranh mà Nixon vẫn có thể tiến hành việc xâm nhập Campuchia hồi tháng 4 và tháng 5 1970. Mặc dầu chính bản tu chính Quipper Church cấm việc sử dụng ngân sách để đem quân chiến đấu Hoa Kỳ vào Campuchia, kể cả cố vấn, mà Nixon vẫn tiếp tục dội bom ở đó. Nixon đã cho thả mìn ở Hải Phòng, mà không sợ làm tan vỡ hội nghị thượng đỉnh với Brezhnev. Lần dội bom vào dịp lễ Giáng sinh đã bị dư luận quốc tế lên án gắt gao, thế mà Nixon nhất quyết làm cho đến khi Bắc Việt chịu ngồi vào bàn hội nghị. Phía Việt Nam vẫn cho rằng Nixon là Tổng Tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ, nên có thể lấy quyết định một khi tình hình quân sự đòi hỏi phải dùng quân đội, mặc dù có sự phản đối của Quốc hội và nhân dân. Tuy nhiên, điều nhận thức của Thiệu khác hẳn với thực tại ở Washington. Một khi tù binh Mỹ đã được phóng thích, Việt Nam không còn ở danh sách ưu tiên của chính sách ngoại giao Hoa Kỳ nữa. Cả nước đều muốn quên cơn ác mộng chiến tranh và hình ảnh Việt Nam mờ nhạt dần. Phụ tá Thứ trưởng Ngoại giao William Sullivan tóm tắt quan điểm của chính quyền Mỹ một cách nửa đùa, nửa thật như sau: chúng tôi hy vọng rằng Đông Dương sẽ lui vào chỗ của nó trong bóng tối, và nó xứng đáng được như vậy. San Clemente là trạm dừng chân của ông Thiệu trước khi ông rời khỏi trọng tâm chú ý của Hoa Kỳ. Kissinger thì bận rộn với chương trình Năm của Âu Châu, tức năm 1973, và những kế hoạch mới để đem hòa bình đến cho Trung Đông. Ở nhiệm kỳ 2, Kissinger nhất quyết phục hưng lại thế quân bình giữa các cường quốc. Thế quân bình trước đây đã bị rung chuyển bởi chiến tranh Việt Nam. Trong một lần phỏng vấn của Martin Kaup, đài CBS, ngày 1 tháng 2, 1973, Kissinger đã giải thích chiến lược của nhiệm kỳ 2 Nixon như sau: bây giờ đây, chính quyền này không còn áp dụng thế quân bình chiến lược phức tạp như ở thế kỷ thứ 19 nữa, nhưng cố gắng loại bỏ những dấu vết thù nghịch còn dư âm sau trận chiến tranh, ngụ ý Việt Nam, và giải quyết những vấn đề hiện tại.
mặc dầu Hoa Kỳ, Nga Xô và Trung Quốc là những quốc gia đối nghịch về ý thức hệ, nhưng cùng bị trói buộc bởi một thực tế căn bản, đó là không quốc gia nào có thể sống sót sau trận chiến tranh nguyên tử, và do đó, vì quyền lợi chung mà chúng ta phải giảm bớt những mối thù nghịch, chẳng qua gây ra bởi guồng máy thư lại, chứ không phải bởi những lo ngại thực sự của các quốc gia. Trên đường về, Thiệu ghé qua La Mã để ý kiến Đức Giáo Hoàng. Trong cuộc hội kiến, Đức Giáo Hoàng có khuyên ông Thiệu nên tìm cách hòa giải với chính phủ cách mạng lâm thời của Việt Cộng. Thiệu sững sờ kinh ngạc. Ông ta tưởng là Đức Giáo Hoàng John sẽ lên án Cộng sản vì đàn áp Thiên Chúa Giáo ở miền Bắc. Vị Giáo Hoàng Paul thứ sáu trước đây có nói với Nixon là Cộng sản giết hại giáo dân và đàn áp Công giáo khi họ lên nắm chính quyền ở Bắc Việt hồi năm 1954. Trong cuốn hồi ký, Nixon có viết lại về cuộc hội kiến đó như sau. Với giọng nói đầy xúc cảm, Đức Giáo Hoàng Paul đồng ý là Hoa Kỳ phải ở lại miền Nam Việt Nam để ngăn chặn Cộng sản. Vị tân giáo hoàng này lại có tư tưởng tự do hơn và dường như ít thiện cảm với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Vị này muốn coi cuộc chiến tranh Việt Nam là một cuộc nội chiến và khuyên Thiệu nên tiếp xúc với chính phủ cách mạng lâm thời. Trước đó, Nguyễn Thị Bình, ngoại trưởng của tổ chức này, cũng đã xin gặp Đức Giáo Hoàng trong chiến dịch vận động ủng hộ. Giờ đây, Thiệu nghĩ, ngay cả đến giáo hội cũng ngoảnh mặt đi và rơi vào cạm bẫy tuyên truyền của Cộng sản. Ông Thiệu về Sài Gòn vào khoảng cuối tháng 4 1973 và được đón tiếp linh đình trọng thể. Thế nhưng, dường như ông đã bắt đầu nao núng. Theo lời nhận xét của một cố vấn trong Dinh Độc Lập, thì ông Thiệu đã là một con người khác kể từ khi ông đi họp St. Clement về và Watergate bùng nổ.